Chương 601 Cổ thần tại chiếm được lực lượng của hắc thủy đại đế, thi triển thiên hạ đệ nhất công phạt bí thuật chiến thần diệt tinh quyền. Đồng thời lại thi triển cổ tinh thần thần thông ba đầu sáu tay, thánh hoàng lục quyền đều xuất hiện. Quy lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, trong khoảng không trên mặt đất chỗ một phần hắc đế, đột nhiên sấm sét chằng chịt, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa đều đang rung chảy. Ở chỗ sâu trong nền đất, tựa hồ tuôn ra một cổ đích cường đại đến cực điểm. Trên mặt đất phương viên vạn lý tầng tầng rạn nứt, xuất hiện một cái khe sâu cực lớn, nhìn thấy mà giật mình, sơn băng địa liệt. Mặt đất còn như vậy, trong lăng mộ hắc đế, khí thế càng cuồng trào mãnh liệt, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền vừa ra, toàn bộ lăng mộ hắc đế rung động kịch liệt, tựa hồ khắp đại địa đều đang rung rẩy. Quyền chưa đến, một cổ cương phong kịch liệt đã thổi tới ba vị nhân tộc cường giả. Ngay sau đó, trong không gian truyền đến cổ lực lượng cường đại tự như không gian trói buộc, toàn bộ không gian lăng mộ hắc đế đều bị một cổ lực lượng phong ấn kỳ dị, chính là phong ấn lực của chiến thần diệt tinh quyền. Lúc này thực lực của cổ thần hầu như tương đương với một vị chư tử đại tiên hợp đạo kỳ, sự xuất lực lượng phong ấn cường đại của chiến thần diệt tinh quyền, tự ngay cả thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiện đại sư đều không thể động đậy. Ba người thánh hoàng cơ nghiêu, độ thiện đại sư, trịnh diệt hùng đang muốn tránh thoát, đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại phong ấn tại trong hư không, nhất thời dường như thời gian tĩnh lặng, bị trói buộc trong hư không. Ba vị cường giả tất cả đều hoảng sợ, trong mắt lộ vẻ kinh khủng. Một cổ lực lượng thật lớn không thể chống đối, đang lao tới ba vị cường giả, trong sát na nguy cơ tử vong bao phủ ba vị nhân tộc cường giả thánh hoàng Cơn nghiêu độ thiện đại sư trịnh diệt hùng chiến thần diệt tinh quyền diệt tận giết tuyệt cổ thần oanh ra lục quyền đồng thời ba mồm trống to phối hợp sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền quyền cương khí thế lâm người tự như hủy thiên diệt địa hai vị siêu cấp cường giả hư không kỳ thánh hoàng Cơn nghiêu và độ thiện đại sư nhìn cổ thần kích tới sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương trong mắt lộ vẻ hoảng sợ trong sát na lại từ hoảng sợ hóa thành sợ hãi lấy thực lực có thể sánh bằng chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cổ thần oanh ra một quyền chiến thần diệt tinh quyền ba vị nhân tộc cường giả thánh hoàng cơ nghiêu độ thiện đại sư trịnh diệt hùng cũng là trăm triệu không thể chống đối huống chi sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đồng thời oanh tới cùng lúc chiến thần diệt tinh quyền cương đánh ra liền lập tức phong ấn không gian ba vị nhân tộc cường giả muốn tránh cũng không được chỉ đành trận mắt trừng trừng nhìn sáu đạo quyền cương có thể oanh cho bọn họ thần hình câu diệt ngay thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiện đại sư đã bị nguy hiểm trí mạng đồng thời tránh cũng không thể tránh. Hai người đều sử xuất con bài bảo mệnh chưa lật của bản thân. Trong mi tâm thánh hoàng cơn nhiêu kim quang chật lóe, một khối tứ phương ngọc lũy kim quang lấp lánh, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chính là thánh định chí bảo hoàng thiên lũ từ thời thái cổ. Hoàng thiên lũy vừa ra, trực tiếp rơi trên đỉnh đầu thánh hoàng cơn nhiêu, nhanh chóng hóa lớn. Thân thể thánh hoàng cơn nhiêu trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp bị hoàng thiên lũy hút vào không gian bên trong. Trong mi tâm độ thiện đại sư cũng hiện ra một quan đoàn đen nhánh tự như cái bát, quan mang tán đi, cái bát đèn nhánh trong nháy cũng hóa lớn thành một căn phòng. căn phòng úp xuống không chỉ đem độ thiện đại sư bảo hộ bên trong, cũng để trịnh gia lão tổ trịnh diệt hùng núp bên dưới. cái bát này chính là vô thượng tiên bảo nguyên tổ ô bát từ thời thái cổ. tương truyền phật môn thủy tổ đã từng dùng nó để hóa duyên. nói thì chậm, khi đó thì nhanh. hai kiện vô thượng tiên bảo từ trong mi tâm thánh hoàng cơ nhiêu và độ thiện đại sư bay ra bảo hộ thân thể ba người bọn họ, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt trong sát na sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền đã trực tiếp oanh lên hai kiện vô thượng tiên bảo hoàng thiên lũy và nguyên tổ ô bát âm 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 sáu tiếng bạo hưởng kinh thiên đột nhiên vang lên vừa rồi thánh tử cơ thần không phóng xuất vô thượng tiên bảo thánh hoàng lệnh bị cổ thần sử dụng long hoàng chí dương kiếm trảm thành hai nửa thánh tử cơ thần không cũng bị trảm thành hư vô thần hình câu diệt lúc này cổ thần oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương còn hơn một đạo kiếm cương vừa rồi đến mấy lần cương giả long yêu nhị tộc trận lớn hai mắt nhìn không chớp mắt sáu đạo quyền cương do cổ thần oanh ra trong mắt lộ vẻ khiếp sợ không biết sáu đạo quyền cương này có giống như xích sắc kiếm cương đem hai kiện vô thượng tiên bảo của thánh hoàng cương nhiêu và độ thiện đại sư oanh thành hai nữa trong tiếng bạo nổ thật lớn tiên lực cương khí tự như một cơn lốc xoáy kịch liệt mạnh mẽ khuếch tán ra tứ phương hình thành một viên cầu sóng khí thật lớn không ngừng mở rộng ra dưới ánh mắt không rời của tu sĩ long yêu nhị tộc ba đạo nhân ảnh từ bên trong cơn lốc tiên lực cương khí bắn về phía sau một người thân mặc cửu long kim bào một người đầu trọc râu bạc trắng một người thân mặc hắc sam chính là ba vị nhân tộc cường giả thánh hoàng cơ nghiêu độ thiện đại sư trịnh diệt hùng ba người trang phục khác nhau tướng mạo khác nhau duy nhất tương đồng chính là trong miệng ba người đều phun ra một ngụm máu tươi vô thượng tiên bảo hoàng thiên lũy và nguyên tổ ô bát là từ thời thái cổ truyền xuống còn hơn vô thượng tiên bảo do chư tử đại tiên thượng cổ luyện chế tuy rằng cùng một đẳng cấp thế nhưng cũng có phân cao thấp hiển nhiên vô thượng tiên bảo do tiên vương tiên tôn thời đại thái cổ luyện chế còn mạnh hơn một chút so với chư tử đại tiên thời đại thượng cổ luyện chế đồng thời hoàng thiên lũy và nguyên tổ ô bát do thánh hoàng cơn nhiêu và độ thiện đại sư sử dụng còn hơn thánh hoàng lệnh của thánh tử cơ thần không người sử dụng tu vi mạnh hơn cả trăm lần bảo vật tương đồng trong tay tu sĩ thực lực khác nhau hiệu quả cũng không giống nhau nói tóm lại tu vi tu sĩ càng cao sử dụng bảo vật càng có thể phát huy ra hiệu quả cao do đó hoàng thiên lũy và nguyên tổ ô bác cũng không có bị cổ thần oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương chấn nát. thế nhưng thực lực của cổ thần lúc này đồng thời đánh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền uy lực cường đại cỡ nào. tuy rằng không có đem hoàng thiên lũy và nguyên tổ ô bác chấn nổ, những lực lượng cường đại cũng đem chúng đồng thời đánh bay. lực lượng chấn kích thật lớn khiến ba vị nhân tộc cường giả thánh hoàng Cơ nhiêu độ thiện đại sư trịnh diệt hùng tất cả đều bị đánh vào tường hàng băng ở phía bên kia lăng mộ hắc đế. tường hàng băng này cứng trắng vô cùng cổ thần sử dụng long hoàng chí dương kiếm cũng chỉ có thể chém xuống một đạo ấn ký không sâu thân thể ba vị nhân tộc cường giả đánh vào đấy phản lực thật lớn khiến bọn họ ngã nặng nề trên mặt đất hai kiện vô thượng tiên bảo lại làm hõm vào hai hố sâu không lớn trên tường hàng băng luận độ cứng coi như là siêu cấp cường giả hư không kỳ so với vô thượng tiên bảo vẫn còn kém xa cổ thần oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền thân thể thiếu chút nữa ngã xuống một cảm giác trống rỗng tự như thoát lực trong cơ thể nếu không phải cổ thần thực sự thoát lực mà là lực lượng của hắc thủy đại đế trong thân thể hắn theo sáu đạo chiến thần diệt tinh quỳ oanh ra đã biến mất không còn dường như một siêu cấp đại lực sĩ có lực lượng nghìn cân đột nhiên yếu đi biến thành lực lượng trăm cân thân thể cũng có cảm giác hư thoát như vậy lực lượng chiếm được từ hắc thủy đại đế biến mất tu vi của cổ thần cũng khôi phục lại trạng thái bình thường thế nhưng cổ thần kinh hỷ phát hiện hắn đối với lĩnh ngộ pháp tắc dĩ nhiên thâm sâu hơn không ít thực lực còn mạnh hơn so với trước khi thu được thủy chi bản nguyên đến mấy lần Lúc này tu vi của cổ thần dĩ nhiên đề cao một tầng thứ, đạt tới đặng vân trung kỳ. Thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên lưỡng chủng bổ nguyên trải qua thủy hỏa bất dung ban đầu, tương hỗ bài xích, hiện tại đã tương hỗ dung hợp, cùng tồn tại trong mệnh tuyền của cổ thần. Chỉ là một đoàn hỏa chi bản nguyên khiến cổ thần lĩnh ngộ không ít hỏa chi pháp tắc, thêm một đoàn thủy chi bản nguyên, cổ thần đối với lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc không còn hạn chế ở hỏa chi pháp tắc nữa, mà đối với thủy chi tắc cũng có lĩnh ngộ nhất định. Ngũ hành tắc là tắc chi nguyên, theo cổ thần đối với lĩnh ngộ thủy hỏa chi tắc càng thêm tinh thâm thì cũng hiểu ra được một chút lúc này mới tu vi tiến nhanh bước vào đằng vân trung kỳ cổ thần rất là kinh hỉ bước vào độ hư bí cảnh tu vi đề thăng nói nhanh có thể nhanh nói chậm có thể chậm chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc tu vi sẽ nâng cao một bước thế nhưng đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng so với bất kỳ một cảnh giới nào trước độ hư bí cảnh đều khó khăn hơn nhiều lĩnh ngộ pháp tắc người lĩnh ngộ ít theo năm tháng dài dằng dặc người đột nhiên tỉnh ngộ chiếm đa số bước vào độ hư cường giả đằng vân kỳ có trăm năm có 200 năm thậm chí mấy trăm năm mới đột nhiên một ngày tỉnh ngộ tu vi đề thăng tới đằng vân trung kỳ mà cổ thần ngộ đạo bước vào độ hư bất quá nửa tháng tốc độ lĩnh ngộ cực nhanh thật sự là không thể tưởng tượng nổi trong lòng cổ thần biết rõ ràng ngộ tính của bản thân cao tới đâu cũng không có khả năng đối với pháp tắc có tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy sở dĩ tu vi đột phá đằng vân trung kỳ là nhờ hỏa chi bản nguyên và thủy chi bản nguyên trong mệnh tuyền độ hư cường giả khác cần hao hết tâm lực lĩnh ngộ thiên đạo lĩnh ngộ pháp tắc mà trong cơ thể cổ thần đã có hai loại bổ nguyên, chỉ cần luyện hóa lực lượng của bản nguyên là có thể thu được tác lực cuồn cuộn không ngừng. Chẳng phải so với độ hư cường giả khác tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Ba người Thánh Hoàng Cơn Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trình Diệt Hùng nặng nề ngã trên mặt đất, Thánh Hoàng Cơn Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư một tay lấy một tay lấy Hoàng Thiên Lũy và Nguyên Tổ Ô bát thu hồi trong mi tâm, sau đó, ba người tự như tên dời cung, kéo thân thể trọng thương nhanh chóng phóng về phía quan trụ ở trung ương lăng mộ. Trong nháy mắt, ba vị nhân tộc cường giả cũng đã nhảy vào trong quan trụ, thân thể nhanh chóng biến mất không thấy tiếp theo liền xuất hiện ở tại mặt đất của một phần hắc đế. Lần này tiến nhập một phần hắc đế, nhân tộc cường giả tổng cộng có 11 vị. Kết quả chỉ còn lại có ba vị cường giả là cường giả Cơn nghiêu, độ thiện đại sư, trịnh diệt hùng trốn thoát. Chư tử thế gia ba vị lão tổ hạ phi trần, hậu vô duyên, thương vũ văn, tàn gia hai vị lão tổ tàn không phàm, tàn không sơn, còn có phật môn hai vị cường giả giá vũ kỳ, tất cả đều vẫn lạc trong một phần hắc đế. Trong đó, thánh tử cơ thần không tàn gia hai vị lão tổ tàn không phàm tàn không sơn phật môn một vị cường giả giá vụ trung kỳ bốn vị cường giả đều vẫn lạc dưới tay cổ thần thánh hoàng cơ nghiêu đồ thiện đại sư trịnh diệt hùng sắc mặt tái nhật đến cực điểm khóe miệng còn hiện ra vết máu ra tới mặt đất vẫn như trước không dám dừng lại sợ hãi cổ thần đuổi theo ra nhất thời thân thể chật lóe liền biến mất không thấy cổ thần tự nhiên sẽ không đuổi theo lực lượng của hắc thủy đại đế trong cơ thể đã biến mất cho dù thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiện đại sư bị trọng thương cổ thần cũng không phải đối thủ của hai vị cường giả hư không kỳ. Tu sĩ Long, yêu nhị tộc cũng hầu hết bị thương, tuy rằng còn có ba vị cường giả là Kim Bằng Vương, Thạch Hầu Vương Long Đào Long Đào, bất quá, muốn lưu lại Thánh Hoàng Cơn Nhiêu và Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệt Hùng hiển nhiên hy vọng không lớn. Tu sĩ Long, yêu nhị tộc, tất cả đều quái dị nhìn cổ thần, không biết vì sao hắn không có ngăn cản, để ba vị nhân tộc cường giả trốn khỏi lăng mộ hắc đế. Người thực lực cường đại đã nhìn ra lực lượng trong cơ thể cổ thần biến mất. Cổ thần không có giải thích nhiều, Hướng Thủy chi bí thuật trên tường hắc thủy đại đế lưu lại, nhìn thoáng qua, rồi đi tới Ngô Tinh đang bị trọng thương, ba đầu sáu tay biến mất, cổ thần biến trở về trạng thái bình thường, rất nhanh đã đi tới trước mặt Ngô Tinh nói: Ngô Tinh đại ca, ngươi thương thế sao rồi? Ngô Tinh vẻ mặt tiếu ý, lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì, cười nói: Cổ thần lão đệ, ngươi quả thực làm ta mở rộng tầm mắt a, à, ha 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 ha. Lúc này đây, Cơ Phong tử tức giận đến thổ huyết, ngươi không chỉ có một kiếm chém Thánh Tử Cơ Thần không? mà ngay cả cơ phong tử và độ thiện lão hòa thượng cũng thiếu chút nữa vẫn lạc trên tay ngươi, ha 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 ha! Thiên hạ tu sĩ nếu biết ngươi công tích lớn như vậy sẽ bội phục ngươi sát đất a, à. ha ha ha! Tu sĩ Long, yêu nhị tộc tất cả đều cười ha hả. hiển nhiên thánh tử cơ thần không bị trảm, thánh hoàng cơn như trọng thương đối với bọn họ mà nói là một chuyện vui sướng đáng giả để vui cười. tuy nói Ngô Tinh lắc đầu nhưng cổ thần nhìn ra được sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. lúc này đây e là thương thế căn bản cần một đoạn thời gian rất dài dưỡng thương mới có thể phục nguyên được. Cổ thần lấy ra một viên sinh sinh tiên linh đang kim bằng vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên. Chúng tu sĩ đang cười vang, nghe cực kỳ chói tai. Ánh mắt của chúng tu sĩ lập tức bị tiếng hừ lạnh hấp dẫn. Tất cả đều nhìn về phía kim bằng vương. Lúc này nhân tộc cường giả diệt hết. Cường giả long, yêu nhị tộc, ngô tinh bản thân bị trọng thương, còn long thương cũng thụ thương không nhẹ, sắc mặt kim bằng vương có chút vênh váo tự đắc. Thấy chúng tu sĩ nhìn lại. Kim bằng vương vẫn miệng, lóe ra một tia tiếu ý, nói bất quá là mượn lực lượng của hắc thủy đại đế mà thôi có gì đặc biệt hơn người hư hư nếu là lực lượng của hắc thủy đại đế bám vào trên người bản vương nhân tộc cường giả một người đều trốn không thoát sao lại để ba người thánh hoàng cơ nghiêu đồ thiện hòa thượng trịnh diệt hùng chạy trốn nghe một lời của kim bằng vương chúng tu sĩ long tộc trên mặt lộ vẻ không vui thạch hậu vương cũng nhíu mày mà đằng vương thì vẻ mặt lạnh như băng nhìn không ra một chút biến hóa nào ánh mắt ngô tinh nhìn chăm chú vào kim bằng vương nói kim bằng vương nếu không có cổ thần lão đệ đẩy lùi nhân tộc cường giả, lúc này ngươi sớm đã bị bọn chúng đánh cho thần hình câu diệt. Ngươi sao còn ở đây chém gió? Thường ngày Kim Bằng Vương ở trước mặt Ngô Tinh, không dám làm càng gì, hôm nay lại đón ánh mắt của Ngô Tinh, mà nói. Ngô Thống Lĩnh, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Ngô Tinh giận dữ, hôm nay bị Thánh Hoàng Cơ nghiêu xuất thủ ức hiếp vốn đã khó chịu. Lúc này Kim Bằng Vương nho nhỏ cũng dám không để hắn vào trong mắt, trong lòng phẫn nộ cực điểm. Ngô Tinh đại ca thương thế quan trọng hơn có chuyện gì chờ dưỡng thương xong đã thương thế của ta đã khỏi hẳn bên này còn có ba viên sinh sinh tiên linh đan hy vọng có thể trợ giúp ngươi chữa thương thấy ngô tinh bắt đầu tức giận cổ thần lập tức lấy ra một viên sinh sinh tiên linh đan trong dược bình đưa qua cho hắn lúc này kim bằng vương thực lực mạnh nhất có câu hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt kim bằng vương muốn bừa bãi một hồi thì cứ để mặc hắn nếu như hắn chẳng hiểu tri ân độ báo như thế lần sau gặp lại tính sổ cũng không muộn nói xong ánh mắt cổ thần nhìn lướt qua các vị tu sĩ nói qua không tới nửa canh giờ nữa thông đạo rời khỏi một phần hắc đế sẽ đóng lại vũ khí tiên bảo hắc thủy đại đế lưu lại đã bị thánh hoàng cơn nhiêu lấy đi nhưng đạo thống truyện thừa tu chân bí thuật vẫn còn ở trên tường mọi người nắm chắc thời gian quan kháng trước khi thông đạo đóng lại liền đem đạo thống truyện thừa hắc thủy đại đế truyền xuống ghi nhớ trong đầu ngày sau lại từ từ tìm hiểu tu luyện cổ thần nói vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ long yêu nhị coi như là kim bằng vương đối với tu chân bí thuật mà hắc thủy đại đế lưu lại cũng rất có hứng thú nhất là một trong ngũ hành tiên thuật là thủy chi bí thuật. Chúng tu sĩ không cần phải nhiều lời nữa, đều đi tới phía dưới bên phải bức tường, quan kháng đạo thống truyện thừa cùng với độ giải thủy chi đại trận mà hắc thủy đại đế khắc lại. Mấy tu sĩ minh khiếu kỳ cũng nhanh chóng chạy tới bên dưới tường băng đối diện, đều đặt vũ khí tiên bảo. Thánh hoàng cơ nhiêu đem toàn bộ tiên bảo ngoài trung phẩm mát đi, chỉ để lại vài món hạ phẩm tiên bảo cùng với một ít cực phẩm pháp bảo. Độ hư cường giả trong lăng mộ hắc đế trên người đều có hai loại tiên bảo này. Do đó, bọn họ càng cảm thấy hứng thú đối với đạo thống truyền thừa, trận pháp đồ giải mà hắc thủy đại đế lưu lại. Bất quá đối với tu sĩ Minh Khiếu Kỳ mà nói, cực phẩm pháp bảo này đều là bảo bối, càng không nói tới hạ phẩm tiên bảo. Thủy chi đại trận đã bị cổ thần hoàn toàn thôi diễn ra, đối với đồ giải hắn chỉ là nhìn lướt qua. Biết chính mình thôi diễn chuẩn xác, liền đi tới bên dưới mặt tường có khắc thủy chi bí thuật tỉ mỹ quan kháng. Đang quan kháng, ngô tinh âm thầm truyền âm, từ trong đầu cổ thần vang lên. Cổ thần lão đệ, kim bằng vương người này không biết ân nghĩa. Tuy rằng ngươi cứu mọi người, nhưng ngươi với hắn ngày trước có thù hận, lấy tính cách của hắn, dĩ nhiên sẽ tiếp tục ghi hận trong lòng. Hôm nay ta bị trọng thương, không ai là đối thủ của hắn, ngươi phải cẩn thận. Ta để long thương, long đào theo sát bên cạnh ngươi, ngươi đừng cách xa bọn họ quá. Theo như lời ngô tin, cổ thần sớm có chú ý, nếu không phải lúc trước cần kim bằng vương đối kháng nhân tộc cường giả, ở trong thủy chi đại trận, cổ thần căn bản sẽ không ra tay cứu hắn biết hắn khẳng định là hậu hoạn nhưng khi đó không còn cách nào nếu như không cứu kim bằng vương cổ thần ngay cả bức họa của hắc thủy đại đế đều không tìm đến e là cũng bị nhân tộc bức họa chém giết rồi đối với kim bằng vương cổ thần sớm có dự liệu nhưng xuất thủ cứu hắn trong lòng cổ thần cũng không hề hối hận hiện tại hậu hoạn phát sinh cũng chỉ đành cẩn thận chỉ cần qua lần này kim bằng vương là người đứng đầu yêu tộc cổ thần là cổ vu chiến thần hai người nước giếng không phạm nước sông ngay sau các bất tương kiến ở trong thủy chi đại trận cổ thần cũng cứu Kim Bằng Vương một lần là có ân. Kim Bằng Vương không biết tốt xấu, ngày sau còn muốn dây dưa không ngớt với cổ thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ thần đem thủy chi bí thuật cũng ghi khắc thật sâu trong đầu. Hôm nay ngũ hành bổn nguyên, cổ thần đã đạt được hai loại, đối với ba loại còn lại càng thêm mong chờ. Khi quan trụ đi thông mặt đất sắp đóng, huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế lại một lần nữa vang lên, nói rằng thông đạo gần đóng, lăng mộ Hắc Đế sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất, không hiện thế nữa. Chúng tu sĩ lập tức chạy tới tiếng nhập quan trụ ở trung ương lăng mộ. Rất nhanh, tu sĩ trong lăng mộ hắc đế đều được truyền tống tới mặt đất. Chốc lát, quan trụ tối sầm lại, thu vào lòng đất, biến mất không thấy. Chúng tu sĩ xuất hiện trên mặt đất, chính là ở tòa tiểu sơn ban đầu bao quanh hắc thủy sơn mạch. Lúc này đã trên núi đã không còn ma khí ngập trời, mà trở lại bình thường, nhìn không ra chút manh mối nào. Nếu không có chúng tu sĩ mới từ trong một phần hắc đế đi ra, ai cũng không nghĩ ra, dưới nền đất vạn trượng này, dĩ nhiên chính là một phần của một đời ma đế thượng của hắc thủy đại đế trong một phần hắc đế trải qua mấy ngày giờ trở lại mặt đất nhìn bầu trời rộng lớn trên mặt chúng tu sĩ đều hiện lên vẻ vui mừng hành trình một phần hắc đế lần này long tộc cường giả đã có một người vẫn lạc yêu tộc cường giả cũng có một cường giả bảy vị tu sĩ minh khiếu kỳ vẫn lạc trong lòng chúng tu sĩ cũng không quá vui vẻ hay buồn bã nhớ tới tối hậu nhân tộc cường giả cường thế tu sĩ long yêu nhị tộc mấy người không lực hoàn thủ ánh mắt đều hướng về phía cổ thần vẻ mặt cảm kích bất quá có một người ngoại lệ kim bằng vương rời khỏi mộ phần hắc đế nhìn bầu trời rộng lớn kim sắc trường bào bên ngoài cơ thể nhất thời hóa thành nhìn trượng kim sĩ thân thể nhất thời bay thẳng lên trời kim sĩ nhìn trượng che thiên tế nhật kim bằng vương đứng trong hư không ánh mắt nhìn quét chúng tu sĩ dưới mặt đất cuối cùng rơi vào trên người cổ thần cả tiếng nói cổ thần cổ thần rời khỏi mộ phần hắc đế thì quan hệ đồng minh liền kết thúc kế tiếp nên giải quyết ân oán giữa ta và ngươi thôi cổ thần nhíu mày lại ánh mắt lạnh lùng thầm nghĩ kim bằng vương này thật đúng là đắc thế không nhường người thanh âm của kim bằng vương vang lên các vị tu sĩ nghe xong trong lòng đều sinh lửa giận nếu không có cổ thần tu sĩ long yêu nhị tộc lúc này đều đã vẫn lạc trong một phần hắc đế căn bản không thể có hy vọng đào sinh trong tay thánh hoàng cơ nhiêu và độ thiện đại sư bất quá kim bằng vương là thủ lĩnh yêu tộc tuy rằng chúng tu sĩ tâm sinh tức giận nhưng cũng không phải tùy tiện người nào cũng đều có thể chỉ trích hắn cùng là siêu cấp cường giả hư không kỳ kim long tộc trưởng long thương hai hàng long mày dựng thẳng nhìn kim bằng vương quát lớn kim bằng vương nếu không có cổ thần ngươi sớm bị nhân tộc cường giả giết chết ngươi không biết ân báo đáp không nói dĩ nhiên còn muốn lấy oán trả ơn trước mặt các vị đạo hữu không sợ bị mọi người chế nhạo sao chế nhạo ai dám chế nhạo ta kim bằng vương lạnh lùng nói tại trong một phần hắc đế chúng ta có quan hệ minh hữu cổ thần cứu ngươi cứu chúng ta là việc nên làm ta cùng với cổ thần có thù hận còn trước khi vào một phần hắc đế lúc này đã rời khỏi đó quan hệ đồng minh liền không còn tồn tại trong một phần hắc đế tất cả không có ân oán ta muốn báo cừu là do cổ thần ngày trước đánh thương tầm tàn của ta bản vương ân oán phân minh có cừu oán tất báo sao lại nói lấy oán trả ơn long thương đạo hữu long yêu nhị tộc chúng ta nhiều đời giao hảo long thương chỉ là một nhân tộc tu sĩ cho dù các ngươi quan hệ tốt cũng không thể thay đổi sự thực hắn là tu sĩ nhân tộc hắn sẽ đi tiêu diệt nhân tộc để yêu long nhị tộc thống nhất cổ hoang sao điều này hiển nhiên là không có khả năng cổ thần không đi cùng nhân tộc cho dù hắn có bị vứt bỏ, nhưng cũng không phải minh hữu của chúng ta. Đối với nhân tộc tu sĩ, bản vương luôn luôn chém giết. Nhất là nhân tộc tu sĩ có cừu hận với bản vương, thì càng muốn chém chết hắn. Quả thực là một kẻ nói bậy. Long thương tộc trưởng cả giận nói. Thống nhất cổ hoang. Kim bằng vương, ngươi như vậy có khác gì nhân tộc thánh đình cơ gia? Ta long tộc nguyện cùng thiên hạ vạn tộc tồn tại đời đời, cộng đồng sinh tồn. Do đó, mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Chỉ cần có thể giúp đỡ cho nhau, đều có thể trở thành bằng hữu cổ thần là bằng hữu của long tộc ta kim bằng vương nếu ngươi dám đối với cổ thần bất lợi đó là kẻ địch của long tộc phải không kim bằng vương thanh âm lạnh lùng nói long tộc hừ long tộc cũng là một bộ phận của yêu tộc ta là thủ lĩnh yêu tộc chính là thủ lĩnh long tộc thiên hạ yêu tộc tất cả đều nghe theo lệnh của ta long thương ngươi dám cãi lời bản vương kim bằng vương lời vừa nói ra tu sĩ long tộc tất cả đều phẫn nộ Tuy rằng từ xưa đến nay, Long tộc vẫn để chính mình quy về yêu tộc. Thế nhưng, lịch đại Long hoàng đều là cùng thủ lĩnh yêu tộc tồn tại ngang hàng. Từ thời đại thượng cổ, Long tộc Long hoàng thất tung, tộc trưởng Kim Long tộc cũng đều là đại Long hoàng quản lý toàn bộ bát bộ Long tộc. Thủ lĩnh Long tộc cũng không dám coi thường Long tộc, vẫn Long tộc trở thành một liên minh cường đại mà không phải thuộc hạ. Thẳng đến nghìn năm trước, Tam tộc đại chiến, tộc trưởng Kim Long tộc chết trận, thực lực tổn hại lớn, Kim Long tộc tuy rằng thực lực cường đại, nhưng trước giờ nhân số không vượng, để tu dưỡng sinh lợi, nhìn năm trước Kim Long tộc bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự bác bộ Long tộc lúc này mới phân liệt, làm theo ý mình. Thế nhưng, Tam tộc đã chiến, yêu tộc cũng đồng dạng thực lực tổn hại lớn, yêu vương cấp độ hư cường giả còn lại cũng không nhiều lắm, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn tinh lực đi quản Long tộc. Hôm nay Kim Bằng Vương dĩ nhiên làm trò trước mặt Kim Long tộc và đại thống lĩnh Long tộc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng hắn là thủ lĩnh Long tộc. Rõ ràng là không đem đại thống lĩnh Ngô Tinh này để vào mắt, càng không đem toàn bộ Long tộc để vào mắt long tộc có thể nào không giận kim bàn ngô tinh thanh âm lạnh lùng vang lên nói ngươi thân là thủ lĩnh yêu tộc nói ra lời này là đại biểu toàn bộ yêu tộc cũng là cho chính kim bàn ngươi sao lời ấy của ngô tinh ý rất rõ ràng nếu chỉ là đại biểu cho bản thân long tộc tìm phiền toái chỉ tìm một mình kim bằng vương nếu như là đại biểu yêu tộc vấn đề liền nghiêm trọng rồi long yêu nhị tộc vô số năm tháng giao tình sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ngô tinh là loại người ra sao há lại cho phép kim bằng vương đứng ở trên đầu hắn thải nước tiểu coi như là cùng toàn bộ yêu tộc quyết liệt cũng sẽ không hối tiếc ngô tinh thụ thương rất nặng lúc này căn bản cả thực lực giá vụ kỳ cũng không phát huy được kim long tộc trưởng long thương thực lực nguyên bản đã kém kim bằng vương một bậc lúc này cũng thụ thương không nhẹ lại càng không phải đối thủ của kim bằng vương long tộc còn có long đào long việt hai người đều là cường giả giá vụ kỳ cũng không đặt trong mắt kim bằng vương huống chi long việt còn bị trọng thương về phần còn có một cổ thần bất quá tu vi đằng vân trung kỳ cho dù thực lực của hắn so với tu vi mạnh hơn nhiều lần nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là một cường giả giá vụ kỳ cũng không đặt trong mắt kim bằng vương kim bằng vương định liệu trước hiện tại cho dù long tộc bốn vị cường giả cùng cổ thần liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn trong lòng tính toán hiện tại nhân tộc thánh hoàng cơ nghiêu độ thiện đại sư đều bị trọng thương thực lực tổn hại lớn hôm nay nếu là đem long tộc nhất cử thu phục kim bằng vương hắn tập hợp long Yêu nhị tộc toàn lực, nhân cơ hội thực lực nhân tộc tổn hại, chinh phạt nhân tộc, chỉ cần đem nhân tộc diệt, cổ vu tộc lúc này thực lực yếu không phải nói chơi, Kim Bằng Vương hắn nhất thống cổ hoang, là chuyện sắp tới. Nghĩ tới như vậy, trên mặt Kim Bằng Vương hiện lên một bộ dáng tươi cười, cả tiếng nói. Ta là thủ lĩnh yêu tộc, lời nói của ta chính là đại diện cho cả yêu tộc, Long tộc thân là một thành viên của yêu tộc, nếu dám can đảm cãi lời bản vương, bản vương liền nên vì yêu tộc thanh lý môn hộ, ha 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 ha. Cùng vọng. Ngô Tinh hừ lạnh một tiếng nhìn về phía kim bằng vương ánh mắt lộ ra một tia khinh thường nói chỉ bằng con chim ngu xuẩn ngươi cũng dám mở miệng ra quyết định ngươi cứ thử phóng ngựa qua đây xem nhìn lão tử không nhổ sạch lông chim của ngươi nướng cho chó ăn đang khi nói chuyện ngô tinh khí thế bạo phát kim bằng vương nhìn trường cự sĩ tản ra đứng tờ rng di hư không cả giận nói bản vương chính là thần điểu phượng hoàng huyết mạch kim sĩ đại bàng thanh âm tuy rằng phẫn nộ thế nhưng đối mặt ngô tinh khí thế bạo phát trong lòng kim bằng vương lại có chút khó chịu không dám về phía trước tục ngữ nói bách túc chi trùng tử mà không cương khi cổ thần chiếm được lực lượng của hắc thủy đại đế thực lực mạnh đủ có thể so với thượng cổ chư tử đại tiên thế nhưng thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiện đại sư trình diệt hùng nhờ vào hai kiện vô thượng tiên bảo bảo vệ tính mệnh mà đào thoát ngô tinh cùng thánh hoàng cơ nghiêu độ thiện đại sư đều là siêu cấp cường giả ai cũng không biết được trong tay hắn còn thủ đoạn bảo mệnh gì vạn nhất liều mạng lên kết quả khó mà đoán trước được kim bằng vương cũng không có lực lượng của hắc thủy đại đế phụ thân ánh mắt kim bằng vương rơi vào hai yêu tộc cường giả khác nói thạch hầu vương ma đằng vương ngô tinh đã bị trọng thương hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà phô trương thanh thế các ngươi bắt hắn cho ta diệt kim bằng vương nói xong hai vị yêu tộc cường giả cũng không có động thạch hầu vương nói kim bằng vương yêu long nhị tộc giao tình không phải ngươi nói không có là sẽ không có các vị đạo hữu long tộc tu sĩ yêu tộc ta và long tộc luôn luôn hòa thuận chung sống kim bằng vương nói vậy chỉ là lời nói của bản thân hắn không liên quan tới yêu tộc Ma Đằng Vương đứng bên cạnh Thạch Hầu Vương, trầm mặt không lên tiếng, nhưng gật đầu, hiển nhiên biểu thị khẳng định lời nói của Thạch Hầu Vương. Các ngươi lại dám không nghe theo mệnh lệnh của bản vương? Kim Bằng Vương cả giận nói, hắn vạn lần không ngờ tới, hai vị cường giả yêu tộc, dĩ nhiên không thèm để ý tới lời nói của hắn. Tuy rằng Kim Bằng Vương dựa vào vũ lực để trở thành thủ lĩnh yêu tộc, thế nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa, cũng không có nửa phần uy vọng. Kim Bằng Vương chỉ là hiện tại trọng lâm hậu thế, cùng chúng cường giả yêu tộc không phải tu sĩ cùng một thời đại hắn không hề nhận ra tuy rằng mình ngồi trên vị trí yêu tộc chi chủ thế nhưng cường giả yêu tộc căn bản sẽ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn tùy ý cho hắn làm càng trong yêu tộc yêu tộc và long tộc nhiều đời giao hảo nếu như khai chiến chỉ có hại không có lợi đây là chuyện mà bất kỳ cường giả yêu tộc nào cũng biết rõ trong lòng cũng chỉ có kim bằng vương mới tự phụ tự cho là đùng mới có thể nghĩ tiêu diệt long tộc một vị tu sĩ long tộc minh khiếu kỳ thấy kim bằng vương yếu thế nguyên bản dám mở miệng lá gan lớn chút nói kim bằng vương tại thủy chi đại trận ngươi bị nhốt trong trận nếu không có cổ thần tiền bối phá trận cứu ngươi đi ra ngươi ngay cả thủy chi đại trận cũng không ra được vẫn còn bị nhốt lại bên trong trận ở lăng mộ hắc đế cổ thần tiền bối cứu mọi người ngươi có thể không tiếp thu ân tình của hắn thế nhưng tại thủy chi đại trận cổ thần tiền bối có ân cứu mạng đối với ngươi ngươi có thể nào quên ân tình ngươi đã quên hết sạch một chút thù hận lại vẫn ghi nhớ trong lòng kim bằng vương sao ngươi có thể như vậy chúng tu sĩ tại đây vừa nghe thế mới biết nguyên lai tại thủy chi đại trận cổ thần cũng cứu Kim Bằng Vương một lần, trong mắt đối với Kim Bằng Vương càng khinh bỉ. Thạch Hầu Vương và Kim Bằng Vương cũng đứng trước mặt cổ thần, cùng Kim Bằng Vương đối lập, Thạch Hầu Vương nói. Yêu tộc chúng ta tuy rằng là yêu, nhưng là ân cừu phân minh, có ân báo ân, có cừu báo cừu, Kim Bằng Vương, nếu cổ thần đạo hữu đã cứu tính mệnh của ngươi, có cừu oán gì, cũng có thể trung hòa với nhau. Chúng ta ở trong một phần hắc đế đều nhờ cổ thần đạo hữu, mới có thể từ trong tay nhân tộc cường giả đào sinh, lấy phần ân tình đó, thạch hầu vương ta ghi khắc trong tim, kim bằng vương, ngươi nếu muốn tìm cổ thần đạo hữu báo thù vậy phải hỏi qua thạch hầu vương ta trước đã ta ma đằng vương cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa ma đằng vương vẫn băng lãnh không nói cũng mở miệng nói một câu ngươi các ngươi hai tên vô liêm sĩ kim bằng vương tức giận đến nói lắp bắp nếu là thạch hầu vương và ma đằng vương cũng đừng về phía cổ thần cho dù kim bằng vương hắn lông tóc chưa thương lại là siêu cấp cường giả hư không kỳ một mình hắn cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy phải biết rằng Thạch Hầu Vương trời sinh thân thể cường hãn, sức chiến đấu rất mạnh, đủ có thể so với siêu cấp cường giả hư không kỳ. Thạch Hầu Vương và Ma Đằng Vương ánh mắt nhìn thẳng Kim Bằng Vương, cũng không lùi bước, Thạch Hầu Vương tuy rằng không phải địch thủ của Kim Bằng Vương, nhưng Kim Bằng Vương cũng khó giết được hắn, nên Thạch Hầu Vương căn bản không sợ. Ma Đằng Vương là thực vật sinh linh tu sĩ, tuy rằng chỉ có tu vi Đằng Vân hậu kỳ, nhưng thực vật sinh linh trong đám độ hư cường giả đoàn kết thành một chỉnh thể, bởi vì thực vật sinh linh trong tu đạo, cường giả thành công cực nhỏ, do đó rất đoàn kết ma đằng vương có toàn bộ thực vật sinh linh cường giả làm chỗ dựa vững chắc nên cũng không sợ kim bằng vương thạch hầu vương ma đằng vương cùng với chúng long tộc cường giả đem cổ thần bảo hộ ở giữa nếu kim bằng vương muốn đồng thủ với cổ thần thế tất muốn đại chiến một hồi với hai vị yêu vương cùng với long tộc cường giả trước tốt thôi vậy thôi vậy kim bằng vương thấy không làm gì được cổ thần khí thế giảm xuống nói cổ thần hôm nay có nhiều người như vậy thay ngươi trợ trận bản vương liền tha cho ngươi một lần bất quá ngươi có thủ trạm trái tim của bản vương, bản vương vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng. Trong lăng mộ hắc đế, ngươi và bản vương là quan hệ đồng minh, cứu bản vương là chuyện tất nhiên, nhưng bản vương không phải người vong ân phụ nghĩa, từ nay về sau, ta sẽ không tìm tới ngươi để trả thù. Thế nhưng ngươi không được xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Bản vương đến chỗ nào, ngươi đều phải cách xa ra, nếu lại để bản vương thấy một lần, tất trảm đầu chó của ngươi, hư. Kim bằng vương tức giận hừ một tiếng, xoay người một cái, nhìn trượng cử sĩ vỗ mạnh thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy tiếp theo liền xuất hiện ở ngoài nghìn dặm lại vỗ liền xuất hiện ở ngoài ba nghìn dặm kim bằng vương làm phi cầm bộ tộc động tốc cực nhanh còn hơn ngô tinh sau khi kim bằng vương rời khỏi thạch hầu vương đối với cổ thần ông quyền nói cổ thần đạo hữu kim bằng vương tuy rằng vừa mới tự cho là đúng lòng dạ chật hẹp trừng mắt tất báo thái độ làm người cũng không gian xảo nói lời giữ lời ngươi có thể yên tâm ngày sau hắn sẽ không chủ động tìm ngươi trả thù đa tạ đạo hữu tại một phần hát đế tương trợ thạch hầu vương rất cảm kích ngày sau nếu có khó xử, bản vương nhất định tương trợ, hôm nay tạm thời cáo từ. Cáo từ. Ma đằng vương mặt vô biểu tình nói thêm một câu. Cổ thần gật đầu nói. Đa tạ nhị vị đi thông thả. Thạch hầu vương và ma đằng vương thân thể nhoáng lên liền biến mất không thấy, lại xuất hiện tại đông phương xa xa. Chờ yêu tộc cường giả rời khỏi, ngô tinh khí thế rất nhanh liền suy giảm, sắc mặt càng tái nhợt, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ, ngô tinh nói. Cổ thần lão đệ, ngươi đi con đường nào? trong ánh mắt cổ thần lộ ra vẻ chờ đợi, nói Ta lúc này đây tiến nhập trần thế, đã hơn 60 năm, trong lòng có nhiều người tưởng niệm, hồi lâu không gặp mặt, ta đi trước đại mông đế đô, sau đó trở lại hư thiên tông Nghe cổ thần nói về đại mông đế đô, Ngô tin cùng người khác long tộc cường giả khác liếc nhau, trong ánh mắt để lộ ra một cổ kỳ quái Cổ thần cảm giác nhạy cảm, lập tức cảm ứng được một tia không ổn, hỏi Đại mông đế đình làm sao vậy? Ngô Tinh nói 37 năm trước ngươi đi Bắc Hoang, Trịnh Diệt Hùng và Tàn Không Phạm đều từ trong sinh tử bí cảnh đi ra. Bởi vì ngươi đã lâu không xuất hiện. Bọn họ tìm không được ngươi, biết được Đại Mông Đế Đình tiên âm đế quân là bởi vì ngươi mới ngồi trên đế quân vị, cho rằng Đại Mông Đế Đình cùng ngươi có quan hệ không trạng. Hư Thiên Tông có trận hồ sơn, bọn họ tuy rằng muốn hủy tông môn của ngươi, nhưng đi vào không được, liền trút lửa giận lên đầu Đại Mông Đế Đình. Cái gì? Trong lòng cổ thần chấn động, mở trừng hai mắt, nói. Tiên âm thế nào? Cổ thần lão đệ không cần lo lắng, khụ khụ. Ngô Tinh thấy cổ thần kích động, nhìn không được nói nhanh một chút, liền ho khan một trận kịch liệt, mới nói. Mấy năm nay ta hối hả ngược xuôi, đại mông đế đô cơ bản là điểm dừng chân của ta tại Trung Thổ. Một năm đó, ta vừa lúc tìm được Kim Long Tộc, Thống Nhất Long Tộc, trở lại Trung Thổ, liền liền đại mông đế đô, vừa đúng gặp gỡ ba người trịnh diệt hùng, tàn không phạm, tàn không sơn tàn sát hàng loạt dân trong thành tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mông gia tu sĩ mười phần chết chính, mông tiên âm trốn trong tiểu tiên giới, mới tránh được một kiếp, khi ta đến, tiểu tiên giới cũng sắp bị hủy trên tay bọn chúng ta đem ba người đẩy lùi mông tiên âm liền từ trong tiểu tiên giới đi ra nàng không có thụ thương chỉ là toàn bộ mông gia chỉ còn chưa tới 10 người sống sót rốt cuộc bị hủy biết được mông tiên âm không có gặp chuyện không may trong lòng cổ thần thư sướng không ít nói trịnh diệt hùng chính là trịnh gia lão tổ kia trong thanh âm của cổ thần tràn đầy sát khí ngô tinh gật đầu nói tàn gia hai vị lão tổ đều chết ở trong một phần hắc đế tu sĩ ngày đó đồ sát đại mông đế đô chỉ còn lại có một mình trịnh diệt hùng Trình Diệt Hùng, một ngày nào đó, ta phải đem hắn bầm thay vạn đoạn. Cổ thần hung ác nói. Ngô Tinh đại ca, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, tiên âm hiện ở nơi nào? Ngô Tinh nói. Thánh Đình vứt bỏ mông gia, bọn họ tại nhân tộc hầu như không có chỗ dung thân. Ta muốn bọn họ đi trước Long tộc ở lại. Bọn họ lại không muốn, sau đó ta tìm được đệ muội, nói chuyện của mông gia, đệ mùi thật ra rất sảng khoái đưa bọn họ dẫn vào hư thiên tông. Những năm gần đây, tàn gia và chư tử thế gia đối với ngươi tìm kiếm khổ sở đã lâu không tìm được, một bụng lửa giận đều phát tiết lên hư thiên tông, vài tu sĩ của hư thiên tông ra ngoài đều bị giết, hiện tại tu sĩ hư thiên tông cơ bản không ra ngoài đã 30 năm, không có tuyển nhận đệ tử mới. Mông tiên âm và mông gia tu sĩ vẫn đều ở trong hư thiên tông. Cổ thần thầm than thế sự khó lường, nhớ tới năm đó mông gia và hư thiên tông sinh tử chi cừu, thủy hỏa bất dung, đến tối hậu, dĩ nhiên là hư thiên tông trở thành chỗ dung thân cuối cùng của bọn họ. Cổ thần biết hư thiên tông thái thượng trưởng lão có thể đáp ứng để mông gia tu sĩ tiến đến, nguyên nhân lớn là vì hắn. Biết được mong tiên âm đã ở hư thiên tông, cổ thần mỉm cười, nói. Nếu tiên âm đã ở hư thiên tông, ta liền trực tiếp trở lại đó. Ngô tinh đại ca, theo như lời ngươi vừa nói, sinh tử bí cảnh là địa phương nào? Sao trình diệt hùng và tàn không phạm đều là từ đó đi ra? Ngô tinh nói. Sinh tử bí cảnh là thánh địa của bách thánh các, nghe nói là tổ khâu của bách thánh các mở ra một tiểu thế giới, bên trong cải biến sinh mệnh huyền ảo khó lường. Tu sĩ ở trong sinh tử bí cảnh, nguyên thọ nguyên kéo dài ba lần, nghĩa là ở trong đó 300 năm, thọ nguyên chỉ trôi qua 100 năm. Nhìn năm trước tam tộc đại chiến, độ hư cường giả liên tục vẫn lạc. Nhưng sống đến tối hậu khẳng định vẫn còn một ít, nhân tộc độ hư cường giả toàn bộ đều tiến nhập sinh tử bí cảnh. Ở trong đó 1.000 năm, nguyên mới trôi qua hơn 300 năm, như vậy có thêm hai lần thời gian để trị liệu thương thế. Thì ra là thế, thế gian dĩ nhiên có địa phương cải biến được sinh mệnh tắc. Quả nhiên thần kỳ. Cổ thần lặng yên hiểu ra lúc này mới hiểu được vì sao kiếp trước nhìn không thấy độ hư cường giả tu sĩ hậu bối đều cho rằng cường giả độ hư bí cảnh đều tại nghìn năm trước tam tộc đại chiến vẫn lạc cả rồi nhưng một hồi đại chiến sao có thể khiến toàn bộ độ hư cường giả vẫn lạc tổng thể có một tí cường giả chống đỡ tới cuối cùng mới đúng đồng thời cổ thần đối với sinh tử bí cảnh lại rất kinh ngạc hắn bước vào độ hư bí cảnh tự nhiên biết sinh mệnh tắc là tắc huyền ảo khó lường nhất cổ thần đối với lĩnh ngộ tắc cũng đã nhập môn rồi Thế nhưng đối với sinh mệnh tắc thì hoàn toàn là một chút cảm ứng cũng không có, càng đừng nói tới lĩnh ngộ. Đừng nói cổ thần, chính là Ngô Tinh đều còn chưa cảm giác tới được sinh mệnh tắc." Ngô Tinh nói. "Bách Thánh các thánh khâu là tiên tôn thời đại thái cổ. Nhân vật của thời đại đó, tu vi bước vào cảnh giới nào, hắc hắc. Ngay cả thượng cổ năm vị đại đế đều không đạt được cảnh giới của tiên vương tiên tôn thái cổ, cũng chỉ có thể ở trong tưởng tượng của ta, khụ khụ." Ngô Tinh thần tình ao ước, nói xong có chút kích động. Hô hấp quấn lên, lại ho khan kịch liệt. Ngô tinh đại ca, thương thế của ngươi. Cổ thần lo lắng nói. Đại thống lĩnh, ngươi sớm trở về dưỡng thương đi thôi. Chúng long tộc tu sĩ thấy thế vội la lên. Ngô tinh ngừng ho khan, nói. Cổ thần lão đệ, lúc này đây đại ca ta tổn thất thảm trọng, không có vài chục năm, đừng mơ tưởng phục nguyên. Sau đó ta không thể giúp được ngươi cái gì hiện tại ngươi cũng cường đại rồi. So với ta chưa được, nhưng chờ vài chục năm nữa, bọn họ muốn tại tu dưỡng vượt qua, đối với ngươi cũng không tạo thành uy hiếp gì, ngươi phải chú ý là Kim Bằng Vương. Tuy rằng hắn nói sẽ không đến chủ động tìm ngươi trả thù, nhưng phải cẩn thận hắn dở mặt. Ngoài trừ Kim Bằng Vương, ngươi còn phải chú ý nhân tộc cường giả, độ hư cường giả trong sinh tử bí cảnh số lượng tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng không quá ít. Đồng thời, cường giả có thể trải qua tam tộc đại chiến mà tồn tại cũng không phải là hạng người chỉ có hư danh. Ngươi phải cẩn thận thánh đình trả thù. Cổ thần gật đầu nói. Ta sẽ chú ý. Ngươi muốn đặc biệt lưu ý một người. Long thương ở bên cạnh nói Tàn gia đệ nhất cường giả nghìn năm trước tàn không huyền Tàn không huyền Cổ thần cả kinh nói Hắn không chết Tàn không huyền là người sáng lập đại doanh đế đình Cổ thần kiếp trước nghe nói hắn đã bị yêu tộc thiên hồ vương đánh chết Long thương nói Nghìn năm trước sau khi đại chiến kết thúc Tàn gia tổng cộng có 8 vị độ hư cường giả Cũng không vẫn lạc hết Nhưng đều là bản thân bị trọng thương Bọn họ đều tiến nhập sinh tử bí cảnh Hiện tại còn mấy vị cũng không biết Cổ thần con ngươi coi thực lực tàn gia tại nghìn năm trước thật là khổng lồ trong lòng đột nhiên nhớ tới từ trên tay tàn gia hai vị lão tổ lấy được hai quyển ngũ hành phân thần ấn cổ thần thầm nghĩ chẳng lẽ quyển hạ kia chính là trong tay tàn không huyền tại nghìn năm trước tàn không huyền đều là đại danh đỉnh đỉnh chính là nhân vật a long thương đem tu vi dung mạo của tàn không huyền miêu tả một lần cổ thần ghi tạc trong lòng sau đó liền cùng chúng tu sĩ long tộc cáo biệt chuẩn bị phản hồi hư thiên tông ba người ngô tinh long thương long việt đều là trọng thương chỉ có long đào chưa tổn hại bốn người cũng trở lại xào huyệt kim long tộc ba vị bị thương cũng cần chữa thương cổ thần độn tốc như quan tại trong hư không liên tục thuấn di kinh qua hành trình mộ phần hắc đế tu vi của hắn mới vào độ hư đặng vân sơ kỳ bước vào đặng vân trung kỳ đối với lĩnh ngộ không gian tắc, tăng sâu không ít hiện tại cự ly cổ thần thuấn di có thể đạt tới năm sáu nghìn trượng cộng thêm cửu long phù không môn có hiệu quả ngay lập tức thuấn di vạn trượng do đó trong nháy mắt cổ thần có thể thuấn di một vạn sáu nghìn trượng còn hơn thuấn di giá vụ cường giả động tốc đều nhanh hơn. Cùng sư tỷ phân ly hơn 60 năm, cùng mông tiên âm càng ly biệt hơn 80 năm, lúc này trở lại hư thiên tông, dù là cổ thần bước vào độ hư, tâm tình sau khi siêu nhiên thế ngoại cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn, trong lòng mong đợi. Chỗ một phần hắc đế cùng hư thiên tông cách nhau khoảng chừng 30 vạn lý. Lấy tốc độ của cổ thần hiện tại, dọc theo đường đi hắn chưa chịu bất kỳ ngăn trở gì, nửa canh giờ, liền từ bầu trời một phần hắc đế đi tới linh hư sơn mạch hư thiên tông. Thiên tinh hóa hư đại trận đối với cổ thần mà nói, thùng rỗng kêu to, thần không biết quỷ không hay liền đi qua thiên tinh hóa hư đại trận, tiến nhập trong hư thiên tông. Hư thiên tông, ngọn núi cao nhất đô thiên phong, còn có bốn tòa vũ phong khác là bách thảo phong, ẩn kiếm phong, thanh viêm phong, lạc hà phong. Tứ tòa vũ phong và ngọn núi cao nhất đô thiên phong cách nhau khoảng 200 trượng. Cổ thần đi qua thiên tinh hóa hư đại trận, toàn bộ hư thiên tông ngũ mạch đều nằm trong cảm ứng của hắn. Tòa sơn phong nào có người hành tàu, tòa sơn phong nào có người nói chuyện đều không thoát khỏi tai, mắt của cổ thần. Đương nhiên, đây là chỉ bên ngoài, nếu là bên trong, có tường cách trở, thanh âm cùng không khí ba động sẽ bị ngăn trở. Trong lòng cổ thần lấy làm kinh hãi, hơn 80 năm chưa trở lại Hư Thiên Tông, Hư Thiên Tông cùng 80 năm trước có biến dạng lớn. 80 năm trước, Hư Thiên Tông cao thủ mệnh tuyền bí cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, tu sĩ thần hải bí cảnh số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm, đại đa số tu sĩ đều là đệ tử nhập môn, lấy tiên thiên cảnh chiếm đa số. Thế nhưng hiện tại, nhân số muốn so với 80 năm trước thiếu một ít, chỉ khoảng 2.000 người, nhưng trong đó dĩ nhiên không có một tu sĩ tiên thiên cảnh, chỉ ít đều là tu vi thần hải bí cảnh. Trong đó không ít đều là cao thủ mệnh tuyền bí cảnh. Tự ngay cả cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn cũng đều có không dưới 10 vị. Xem ra hư thiên tông thu được hư thiên kinh nguyên kinh và đỉnh thiên quyết của thái hư cung, thực lực phát triển thật mạnh. Tuy rằng đã 30 năm không thu đệ tử mới, nhưng thực lực so với trước đây vẫn mạnh hơn vô số lần. Cổ thần không biết, thiên địa có số mệnh, vạn năm trước chư tử đại tiên tập thể thất tung cổ hoang xảy ra biến cố trọng đại có người phong ấn tiên phạm thông đạo định trụ số mệnh từ nay về sau thiên hạ không có ai có thể bước vào hợp đạo kỳ nhìn năm trước tam tộc đại chiến khí huyết bao trùm toàn bộ cổ hoang đem thiên địa vốn đã yếu ớt càng tách ra không còn tâm hơi do đó nhìn năm qua cổ hoang cũng có khó lấy ra một độ hư cường giả thế nhưng theo cổ thần sống lại tu vi một đường nước lên thuyền lên đại khí vận tùy thân toàn bộ thiên địa số mệnh tự hồ chậm rãi khôi phục theo hướng nghìn năm trước cổ thần tinh tế cảm ứng một phen cũng không có nghe được thanh âm của hư tử uyên và tiên âm thế nhưng lại cảm ứng được trong tử tâm tiểu trúc có không khí ba động truyền đến chứng tỏ bên trong có người ở tử tâm tiểu trúc là nơi ở cũ của hư tử uyên đã có người ở lại như vậy vô cùng có khả năng chính là hư tử uyên thân ảnh cổ thần chợt lóe liền biến mất không thấy hai lần thuấn di liền đi tới bách thảo phong lại một lần thuấn di nữa thân thể hắn đã trực tiếp xuất hiện ở trong tử tâm tiểu trúc cự ly gần như vậy coi như là ở bên trong, thanh âm và pháp lực ba động đều không thoát khỏi cảm ứng của cổ thần, trong tử tâm tiểu trúc, không chỉ có hư tử uyên ở lại, có một người khác, cổ thần đối với khí tức của nàng cũng thập phần quen thuộc, chính là tiên âm. Hơn 10 năm không gặp, hư tử uyên đã là cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn, tiên âm cũng đạt được tu vi minh khiếu hậu kỳ. Hư tử uyên là thuần âm chi thể, 60 năm trước đã bước vào minh khiếu kỳ, hiện tại đạt tới minh khiếu kỳ cực hạn cũng là bình thường. Tiên âm trải qua thời gian 80 năm, tự bước vào cảnh giới minh khiếu hậu kỳ, tốc độ tu luyện tại tu chân giới quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Xem ra, hư tử uyên mấy năm nay mỗi ngày đều ở trong tiểu tiên giới tu luyện một canh giờ, hiệu quả không nhỏ. Cổ thần nguyên thần dung nhập trong khiếu, cả người vô thanh vô tức, thần thức không thể thăm dò, đi tới bên trong tử tâm tiểu trúc. Hư tử uyên và tiên âm cũng không phát giác ra. Hư tử uyên và tiên âm ngồi đối diện với nhau ở trong phòng, thanh âm của hư tử uyên rõ ràng vang lên bên tai cổ thần. Tiên âm mùi mùi, cớ chi mặt ủ mày châu, còn đang vì minh gia mà thương tâm sao? nghe hư tử uyên nói, hiển nhiên nàng vừa đi tới trong phòng của tiên âm. cổ thần dơ bước đi đến gian phòng của hai người. bên trong phòng, tiên âm lắc đầu nói, đã hơn 10 năm rồi, có đau sót nữa cũng đều là quá khứ. ai, hư uyên tỷ, ngươi nói hắn có phải là đã thực sự trở về? hư tử uyên nhợt nhạt cười, nói, a. tiên âm mùi mùi, nguyên lai like ngươi đang nhớ sư đệ a. hắc hắc. cổ thần đi tới trước cửa, nghe hai người nói tới mình, liền ngừng bước, nghiêng tai lắng nghe cổ thần vô thanh vô tức, hư tử uyên và tiên âm cũng không biết hắn đã tới ngoài cửa rồi. Tuy rằng tiên âm đã qua trăm tuổi, thế nhưng tướng mạo lại như 18, 19 tuổi, một thân bạch y phiêu phiêu, da trắng như tuyết, thịt như ngọc cao, nàng và cổ thần phân ly, khi ấy mới 20 tuổi, hơn 80 năm không gặp cổ thần. Lúc này vẫn còn duy trì tâm tình thiếu nữ, nghe hư tử uyên vừa nói, hai gò má nhìn không được nổi lên hai luồng yên hồng. Tiên âm nói, tử uyên tỷ, ta không phải nghe người ta nói hắn từng xuất hiện gần đầu nguồn hắc thủy hà sao. Hắn cùng chúng ta phân ly, vừa đi đã vài chục năm, tử nguyên tỷ chẳng lẽ ngươi không nhớ hắn sao? Cổ thần xuất hiện tại đầu nguồn Hắc Thủy Hà, đám Minh Khiếu Kỳ tu sĩ hậu quân cực, Vu đạo tông, A cư La Vương đều có thấy. Cổ thần thân là tu sĩ nhân tộc, lại trở thành chiến thần cổ vu tộc, đồng thời, cổ thần tại nhân tộc còn có một danh hào vang dội cổ sát thần. Cao thủ mệnh tuyền bị cổ thần chém giết vô số kể, tựu ngay cả đại doanh đế định cường thế cũng đều bị hắn hủy diệt, do đó, cổ thần là nhân vật nổi tiếng nhất nhân tộc cổ thần xuất hiện tại phụ cận đầu nguồn hắc thủy hà bị hậu quân cực a cư vương đồn ra ngoài rất nhanh tại toàn bộ tu chân giới truyền đi hư thiên tông tuy rằng vài chục năm đều vì tuân theo tự phong nhưng cũng không có hoàn toàn không chú ý tới tu chân giới nên bình thường vẫn âm thầm phái ra một ít tu sĩ biết được xu thế động thái của tu chân giới do đó cổ thần xuất hiện tại đầu nguồn hắc thủy hà trải qua hơn 10 ngày truyền bá dần dần cũng truyền tới trong hư thiên tông hơn tám năm không thấy cổ thần tiên âm đối với hắn vẫn thường xuyên tưởng niệm nhất là đại mông đế định bị trịnh diệt hùng tàn không phàm tàn không sơn ba vị độ hư cường giả hủy diệt toàn bộ mông gia gặp phải đại nạn tâm của tiên âm tự như con thuyền nhỏ bị lật trong đại dương mênh mông không chỗ dựa vào khi đó đối với cổ thần càng ngày đêm chờ đợi sớm chịu mong nhớ tuy rằng sau đó tiên âm tiến nhập hư thiên tông có hư tử uyên làm bạn đối với tưởng niệm cổ thần dần dần chung vào trong lòng nhưng ngày gần đây nghe nói cổ thần đã xuất hiện ở trung thủ trong lòng tiên âm lại chờ đợi hư tử uyên nói Sư đệ lúc này đây tu luyện là muốn hóa khai tâm kết, lĩnh ngộ thiên đạo bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết. Hiện tại sư đệ bất quá 108 tuổi, cho dù thượng cổ chư tử đại tiên cũng chưa từng nghe nói qua trăm tuổi liền bước vào độ hư bí cảnh. Nếu là sư đệ thực sự trở về trung thổ, khẳng định sẽ tới tìm chúng ta, nếu là không tới tìm chúng ta, khẳng định là đồn đãi, vài chục năm qua, mấy độ hư cường giả đều để toàn bộ trung thổ lục lọi vài lần, muốn tìm kiếm hắn, kết quả đều vô ích, nói không chừng là bọn hắn muốn tìm sư đệ đến phát điên rồi, lừa mình dối người đây mà. Tiên âm quyệt miệng, nói Hắn cũng thật là rời khỏi lâu như vậy Cũng không tới gặp ta một lần Nếu không phải ta mạng lớn Lần đó ở trong tiểu tiên giới tu luyện Ta cùng với hắn cũng vô pháp gặp lại Hay là trong lòng hắn căn bản không có ta Nói đến chỗ này, tiên âm có chút buồn bã Hư tử uyên kéo ngọc thủ nhỏ và dài của tiên âm, nói Tiên âm muội muội cái này thì ngươi trách quan sư đệ rồi Lúc đó cổ gia gặp phải đại nạn, sư đệ giận dữ, đem toàn bộ đại mông đế đình hoàn toàn hủy diệt, giết người vô số, chính là trong lòng hoang mang và khó chịu hắn tới bên ngoài hư thiên tông nhưng ngay cả tông môn cũng không tiến vào tiên âm mùi mùi ngươi đừng trách hắn lúc đó tâm lý của hắn không dễ chịu cần tìm một chỗ yên lặng một chút chỉ cần sư đệ thoát khỏi hoang mang trở lại trung thổ nhất định hắn sẽ đến gặp xem chúng ta trong lòng hắn sao lại không có ngươi được lúc đi hắn cũng rất do dự có nên tới gặp ngươi hay không chỉ là trong lòng có chuyện không thể buông bỏ mà thôi sư đệ là người trọng tình nghĩa mấy năm nay hắn khẳng định cũng đều nhớ đến chúng ta phải không? Tiên Âm Tâm tình lập tức chuyển tốt lên, hỏi. Hư Tử Uyên còn chưa mở miệng, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. "Đương nhiên đúng vậy, sư tỷ ngươi quả nhiên là hiểu ta, nói rất đúng, chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê, ta nghĩ như thế nào, ngươi đều biết cả." Ha 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 ha. Theo tiếng cười, Hư Tử Uyên và Tiên Âm nhất thời chấn động toàn thân, hai mắt tựa như bất động, khoảng chừng trong nháy mắt, hai người mới có phản ứng, quay đầu cùng hướng về phía cửa nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ và chờ đợi. Ngay trong nháy mắt bọn họ bất động, cửa phòng đã mở, cổ thần từ ngoài bước vào, tiến nhập gian phòng, nói. Sư tỷ, tiên âm, ta đã trở về. Lúc này trong ánh mắt hư tử uyên và tiên âm, chỉ còn lại có thân ảnh của cổ thần, tất cả phía sau hắn cũng không rơi vào mắt hai người. Phản phất cổ thần từ một mảnh bạch quan đi tới. Sư đệ, cổ thần, hư tử uyên và tiên âm đồng thời mở miệng, mặc dù vừa rồi còn đang đàm luận về cổ thần, thế nhưng lúc này hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt các nàng, để hai người cảm giác được có chút không thể tin nổi vừa rồi hư tử uyên bình tĩnh lúc này đã toàn bộ biến thành hưng phấn và kích động nhìn bộ dáng hai nàng ngơ ngác cổ thần trực tiếp đi tới bên cạnh hai nàng hai tay dương lên kéo hai nàng vào bên người đem cả hai đồng thời ông vào trong ngực cổ thần nói vừa rồi các ngươi đều còn nói nhớ ta rất nhiều sao thấy ta trở về lại không có phản ứng sư đệ cổ thần ngươi thực sự đã trở về hư tử uyên và tiên âm trải qua kinh ngạc ngắn sau đó là vui mừng như điên hai người quả thực đều cúng lên ông chặt lấy thân thể cổ thần nhìn trái nhìn phải để sớm kết thúc hai nàng kiểm tra cổ thần thẳng thắn trước mặt hai nàng giơ lên hai tay xoay chuyển một quyền nói thế nào nhìn hết chứ có gì không yên tâm không vẫn giống như trước đây hai nàng cùng kêu lên nói lập tức tiên âm trầm tư trong chốc lát đồng thanh nói cảm giác khí thế khác nhau chút cổ thần mỉm cười nói đó là đương nhiên hư tử uyên kinh hỉ mà hỏi thăm sư đệ ngươi giải được tâm kết trong lòng bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết rồi. Cổ thần gật đầu. Hư tử uyên và tiên âm đồng thời trợn trừng hai mắt, trong nháy mắt qua đi, khiếp sợ nói. Người mới 108 tuổi. Cổ thần vẻ mặt mỉm cười, lại gật đầu. Độ hư cường giả 108 tuổi, siêu việt thượng cổ chư tử đại tiên tồn tại, trên dưới 100 tuổi bước vào độ hư bí cảnh, ở trên thời cổ đại, cũng có thể đến được trên đầu ngón tay, như năm vị đại đế, thánh hoàng đời thứ nhất, đời thứ hai chiến thần hình, đời thứ ba chiến thần viêm tất cả đều là tồn tại vượt lên chư tử đại tiên. Hiện nay thế gian, độ hư cường giả đã là truyền thuyết, thượng cổ chư tử đại tiên càng chỉ là một ký hiệu của lịch sử. Cổ thần không chỉ có bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết, đồng thời còn hơn thượng cổ chư tử đại tiên, thời gian bước vào độ hư rất ngắn, bất luận một tu sĩ nào nếu biết được tốc độ tu luyện của hắn đều phải khiếp sợ. Bất luận siêu cấp thiên tài và cực phẩm yêu nghiệt nào ở trước mặt cổ thần đều là phù vân. Hư Tử Uyên và Tiên Âm vui mừng, đủ trải qua cả một khắc mới có thể bình tĩnh lại. Tiên Âm nói, cổ thần, từ thánh đình truyền ra tin tức nghe nói ngươi xuất hiện tại phụ cận đầu nguồn hắc thủy hà đây là sự thật chăng cổ thần gật đầu nói đúng vậy ta từ bắc hoang phạm nhân quốc độ dọc theo hắc thủy hà một đường yểm hành đạp nước mà đi thông qua thủy thế cùng khí thế rốt cục lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa thành công bước vào độ hư bí cảnh sau đó ta dọc theo hắc thủy hà đi tới đầu nguồn kết quả liền gặp phải tu sĩ thánh đình hai nàng vẻ mặt chuyển thành lo lắng nói mấy năm nay thánh đình đột nhiên xuất hiện mấy vị độ hư cường giả một mực tìm kiếm ngươi, ngươi có gặp phải bọn họ hay không? Cổ thần nói. Phi thường may mắn, ta gặp được toàn bộ. À. Hư tử uyên và tiên âm một tiếng thét kinh hãi song song bưng kín miệng mình lại. Cổ thần nói. Đừng lo lắng, bọn họ không làm gì được ta đâu. Ngươi xem ta không phải bình yên vô sự sao? Tại đầu nguồn hắc thủy hà, ta cũng gặp được ngô tinh đại ca dẫn theo tu sĩ long tộc, cùng với một ít yêu tộc yêu tộc trùng hợp gặp được một phần hắc đế mở ra thánh đình và phật môn cường giả cũng đều chạy đến mọi người cùng nhau tiến nhập một phần hắc đế sau lại cổ thần đem quá trình trong một phần hắc đế kể lại cùng với hơn 60 năm kinh lịch tại bắc hoang phạm nhân quốc độ cũng đều nói lại cho hai nàng nghe một lượt kể tới nửa đêm trăng treo trên đầu hư tử uyên và tiên âm ý ôi ông ấp ở hai bên của cổ thần lẳng lặng nghe hắn kể lại thời gian nguy hiểm đều nhăn mặt nhíu mày lúc vượt qua nguy hiểm đều hiện lên dáng vẻ tươi cười thật không ngờ, ngươi mới bước vào độ hư bí cảnh, vừa mới phản hồi trung thổ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, may mà ngươi tại Bắc Hoang Phạm Nhân Quốc Độ, có được bảo vật đánh rơi của Hắc Thủy Đại Đế, bằng không nói, lúc đó đã gặp nguy hiểm rồi. Nghe cổ thần nói tất cả tao ngộ, hư tử uyên và tiên âm vỗ ngực, suy nghĩ vì hắn mà lo sợ không ngớt. Cổ thần vỗ vỗ đầu hai nàng, nói. Đừng sợ, ta không phải bình yên vô sự đã trở về sao, không chỉ có vậy, tàn gia hai vị độ hư cường giả đều bị ta chém giết, thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiện đại sư cũng bị ta đánh thành trọng thương thánh định muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy ngày đó ba vị độ hư cường giả tập kích đại mông đế đô hôm nay chỉ còn lại có một mình trịnh gia lão tổ trịnh diệt hùng tiên âm ngươi yên tâm sớm muộn có một ngày ta phải diệt lão tạc kia ân tiên âm nặng nề mà gật đầu cổ thần nói sư tỷ ta xem trong tông hiện tại cao thủ mệnh tuyền bí cảnh không ít vài chục năm qua thực lực hư thiên tông đột nhiên tăng mạnh a à. hư tử uyên gật đầu mỉm cười nói cái này đều nhờ ngươi tìm trở về hư thiên kinh còn có đỉnh thiên quyết so với lúc chúng ta làm đệ tử thực lực hư thiên tông quả thực tăng lên gấp trăm lần cổ thần nói hai vị đường huynh mùi của ta hiện tại sao rồi hư tử uyên nói cổ thiền gả cho đại sư huynh vì đại sư huynh sinh một năm một nữ cổ lâm cưới sư mùi lạc hà phong làm vợ sinh bảy đứa con lão đại đến lão ngũ đều đã tìm được người bầu bạn rồi cổ gia đời thứ ba đã có mười mấy người hôm nay cổ thiền đã là trưởng giáo phu nhân Cổ Lam đã là thái thượng trưởng lão rồi của bản tông rồi. Hai người tại hơn 30 năm trước đều đã bước vào mệnh tuyền bí cảnh, hiện tại đều là đại cao thủ đoạt xá kỳ. Tốt. 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 Trên mặt cổ thần lộ vẻ vui mừng, tươi cười nói. Cổ Lam sinh bảy nhi tử, ha ha, thiên đạo bất tử, cổ gia bất phong a, à, ha 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 ha. Hư tử uyên nói. Cổ Lam ngay con trai con gái đều có mười mấy người rồi, ngươi không định cho cổ gia thêm một năm một nữ chứ? Cổ thần cười hắc hắc hướng hai nàng nhéo một cái nói được đêm nay ta liền vì cổ gia tạo nhân đại nghiệp mà nỗ lực ha ha tiên âm bên tai đều đỏ lên mói ngươi ngươi cùng tử uyên tỷ đi nỗ lực ta ta trở về phòng nghỉ ngơi đây cổ thần cánh tay không buông ngược lại đem tiên âm ông chặt hơn nữa nói tiên âm hiện tại trời đã khuya ngươi liền ở lại đây nghỉ ngơi đi thôi à hư tử uyên và tiên âm song song một tiếng thét kinh hãi nói hai chúng ta cùng nhau cổ thần một tiếng vui cười, nói. Thì cả hai cùng nhau đi thôi, ha 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 ha. Nói xong, mỗi bên một người, đem hai nạn ông trong tay, hướng dường đi đến. Ngày thứ hai, toàn bộ hư thiên tông sôi trào, thần thoại hư thiên tông trưởng giáo chí tôn, rời khỏi đã hơn 80 năm, liền trở về rồi. Đồng thời, hơn 80 năm ngắn ngủi, trưởng giáo chí tôn truyền kỳ, liền từ tu viên nguyên thần trung kỳ, đột phá đến đằng vân trung kỳ, bước vào độ hư bí cảnh trong truyền thuyết, trở thành độ hư cường giả so với thượng cổ chư tử đại tiên đều trẻ hơn. Vị trưởng giáo chí tôn thần thoại này chính là cổ thần, người đã tìm về Hư Thiên Kinh, cùng vô thượng bí pháp đỉnh thiên quyết do Thái Hư cung truyền xuống cho Hư Thiên Tông. Tuy rằng cổ thần ly khai Hư Thiên Tông hơn 80 năm, cho dù trưởng giáo chí tôn chỉ ở trong Hư Thiên Tông có vài ngày, thế nhưng nói tới cổ thần, trong Hư Thiên Tông bất kỳ một tên đệ tử, trưởng lão, các mạch thủ tọa, thái thượng trưởng lão nào cũng đều là không ai không biết, không ai không hiểu. Tin tức cổ thần trở về là từ chỗ thái thượng trưởng lão Hoàng Dược Tiên truyền ra, cổ thần bái nhập Hư Thiên Tông, tại Bách Thảo Phong làm luyện dược đệ tử. Lúc đó một mạch thủ tọa Bách Thảo Phong chính là Hoàng Dược Tiên, đem cổ thần thu làm đệ tử thân truyền, do đó, khi cổ thần trở lại tông, ngày thứ hai trời sáng, liền đi bái phỏng Thái thượng trưởng lão Hoàng Dược Tiên. Biết được cổ thần trở về tông môn, trong sát na, động phủ Thái thượng trưởng lão Hoàng Dược Tiên trở thành địa phương náo nhiệt nhất hư thiên tông. Đầu tiên là trưởng giáo chí tôn trưởng giáo phu nhân phu nhân cổ thiền đến đây bái phỏng, sau đó là các vị thái thượng trưởng lão của hư thiên tông nhất nhất đến đây, đem nơi này chen chúc chật như nêm cối hiện nay thái thượng trưởng lão mệnh tuyền bí cảnh của hư thiên tông so với ban đầu là hơn 10 người đã biến thành hơn trăm người người tới bái phỏng nhiều lắm những nhân vật tự như trưởng lão muốn gặp mặt thần thoại hư thiên tông một lần cũng còn chưa có tư cách đối với trong tông sôi trào cổ thần cũng không quá thích do đó cũng không có dự định dừng lại cổ thần từ trong tay tàn thiên cơ chiếm được trấn cung chi bảo của thái hư cung thái hư tiên đỉnh cổ thần tu luyện chiến thần tinh kinh là thiên hạ đệ nhất tu chân chi thuật nhục thân minh khiếu chi pháp đỉnh thiên chiến địa quyết đối với cổ thần đã mất tác dụng liền đem chiến địa quyết cũng lưu tại tàn kinh các của hư thiên tông để hư thiên tông có trọng bộ đỉnh thiên chiến địa quyết đạo thống truyền thừa của đạo gia thánh địa thái hư cung tại chi nhánh hư thiên tông của nó có thể kéo dài không có thân phận thái thượng trưởng lão duy nhất may mắn nhìn thấy cổ thần đó là hai đứa con của cổ thiền cùng với bảy nhi tử mười mấy tử tôn của cổ lam nhìn thấy cổ gia nhân đinh hưng vượng trong lòng cổ thần có chút vui mừng lại có chút lòng chua xót trong đầu tự hồ nhớ lại thời kỳ thiếu niên tại thành nhạc thủy cổ gia phủ viện sinh hoạt cổ thần đối với hậu nhân của cổ thiền, cổ lam, mỗi người đều tặng cho một kiện cực phẩm pháp bảo, làm lễ gặp mặt. Ngày thứ ba, cổ thần và sư phụ Hoàng Dược Tiên, đại sư Huynh Vân Phiêu Trần hiện giữ trưởng giáo chí tôn cáo biệt, sáng sớm, cổ thần mang theo hư tử uyên, tiên âm ly khai hư thiên tông. Sư đệ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Rời khỏi hư thiên tông, hư tử uyên hỏi. Cổ thần nói, ta bước vào độ hư bí cảnh, chịu đệ lục trọng lôi kiếp, lờ mờ cảm ứng được ở đông phương xa xôi tự hồ xảy ra sự tình gì lớn ta cuối cùng có một loại cảm giác đông phương xa xôi có một chỗ hoặc là vật thể hoặc là sự kiện cùng ta có chút liên lụy ta dự định đi trước đông phương một chuyến bất quá trước khi đông phương ta phải đi trước nam hoàng vu cương một chuyến ta cùng với nam thiên tiền bối đã có hơn 80 năm không gặp mặt không biết phạm âm tại lam không sơn bế quan đã xuất quan hay chưa do đó đi nam hoàng vu cương trước chúng ta tới trạm thứ nhất lam không sơn bái phỏng phụ thân ngươi trong mắt hư tử uyên lòe ra lưỡng đạo nhật quan hài lòng nói được từ thánh đình xuất hiện mấy độ hư cường giả phong tỏa hư thiên tông chúng ta tự chưa có đi ra khỏi lần trước đi làm không sơn đã là 40 năm trước khi đó hư tử uyên nhìn thoáng qua tiên âm tiên âm ý bảo không ý kiến thấy hư tử uyên ngừng nói liền tiếp lời khi đó sư phụ ta đại nạn đã tới trước lúc sư phụ lâm Trung triệu gặp ta một lần không nghĩ tới sư phụ mới vừa đi vài năm đại mông đế đình liền gặp kiếp nạn cổ thần mi tâm kim Quang chợt lóe bay ra một tòa kim quang bảo tháp chín tầng. Như ý linh lung bảo tháp hóa thành cao đến mười trượng, đứng thẳng bên cạnh cổ thần, âm âm một tiếng, cánh cửa tầng thứ ba mở ra, cổ thần nói: các ngươi tiến nhập trong Như ý linh lung bảo tháp, ta thuấn di chạy đi, tốc độ nhanh hơn chút. Hư Tử Uyên tiên âm tiếng nhập Như ý linh lung bảo tháp, Như ý linh lung bảo tháp hóa thành một đạo kim quang, thu hồi mi tâm cổ thần, thân ảnh cổ thần chợt lóe liền biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện đã ở ngoài trăm dặm phía tây nam rồi. Lam Không Sơn ở vào hơn 5 vạn dặm phía tây nam Hư Thiên Tông, cách địa chỉ cũ của Đông Bắc Đại Doanh Đế Đô 8 vạn lý. Hầu như là nửa khắc đồng hồ, cổ thần một đường thuấn di liền đi tới Lam Không Sơn. Lam Không Sơn quần sơn vòng quanh, bốn phía rất nhiều sơn hạp cốc cao lớn, phương viên thiên lý, đều không có con người ở lại. Nhưng mà, ở trong một sơn cốc hẻo lánh tại Lam Không Sơn, đã có một tòa nhà gỗ, hai bên trái phải căn nhà có một cái mộ phần không lớn. Mặt trên phần mộ thập phần sạch sẽ, không có một ngọn cỏ, hiển nhiên có người bình thường quét dọn phía trước phần mộ có một tấm bia đá mặt trên có khắc ái thê mông ngưng băng chi mộ phía trước tấm bia đá một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng đó mặc một kiện bác quái đạo y mi vũ mơ hồ có thể thấy rõ vẻ đau buồn bạch phát lão giả này chính là nam thiên đạo nhân ngày trước nam thiên đạo nhân nhìn một chút phần mộ trước mắt nhìn một chút bầu trời phía trước đột nhiên một đạo tiêu quan từ phía chân trời xa xôi chật lóe nhảy đến trước mặt thuấn di một vị độ hư cường giả nam thiên đạo nhân nheo lại hai mắt nhìn đạo tiêu quang kia giây lát tiêu quan liền xuất hiện tại nhìn trước phía trước hắn nhất thời trong mắt nam thiên đạo nhân lòe ra một đạo quan mang lộ vẻ linh lợi tiêu quan liên tục toát ra mặt lăng hư không rất nhanh cổ thần liền từ trong hư không bước ra đi tới chắn trước mặt nam thiên đạo nhân hơn 80 năm ngắn ngủi nam thiên đạo nhân dĩ nhiên biến thành một lão nhân tóc bạc trong mắt cổ thần có chút kinh ngạc đối với tu sĩ mệnh tuyền bí cảnh mà nói 80 năm không tính là lâu nam thiên tiền bối cổ thần lễ phép ông quyền nói với nam thiên đạo nhân Nam Thiên Đạo Nhân nhìn cổ thần, trong mắt quan mang càng lúc càng sáng, nói Tốt! Cổ thần, ngươi thực sự là khiến ta mở rộng ra nhãn giới, gần trăm linh mấy tuổi, dĩ nhiên đã bước vào độ hư bí cảnh, hắc hắc, tự ngay cả thượng cổ chư tử đại tiên trong truyền thuyết cũng không bằng Ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên không giống người thường, thành tựu ngày sau, vượt quá tưởng tượng của người khác Cổ thần mỉm cười, nói Nam Thiên tiện bối, ngươi xem ta dẫn theo ai tới đây Nói xong, kim quang trong mi tâm chợt lóe, như ý linh lung bảo tháp bay ra cửa tầng tháp thứ ba mở ra hư tử uyên và tiên âm từ bên trong đi ra nam thiên đạo nhân tại lam không sơn rốt cuộc chân chính sống cuộc đời ẩn sĩ mỗi ngày đều tại trong tiểu sơn cốc ở trong một tòa nhà gỗ cùng một cái mộ phần lại vui vẻ hư tử uyên và nam thiên đạo nhân nhiều năm không gặp kinh qua một đoạn thời gian rất dài đem mấy chục năm kinh lịch của cổ thần giảng lược kể lại cùng nam thiên đạo nhân một lần ngay cả nam thiên đạo nhân ẩn cư hơn 10 năm trong lòng từ lâu bình tĩnh như nước nghe xong kinh lịch hơn 80 năm qua của cổ thần, cũng nhìn không được mà biến sắc, thực lo lắng vì cổ thần một phen. Đợi nói quá tam tuần, cổ thần hỏi. Nam Thiên tiền bối, sao không thấy Phạm Âm và Nhị Nhi cô nương, bọn họ có còn ở đây không? Nam Thiên đạo nhân hướng Đông Phương nhìn lại, nói. Nửa tháng trước, công ngô tiên kiếm của Phạm Âm đột nhiên lộ vẻ dị thường, bay thẳng về phương Đông, tự hồ nơi đó xảy ra chuyện gì? Do đó, Phạm Âm và Nhị Nhi từ nửa tháng trước đã đi tới Đông Phương rồi. Trong mắt cổ thần giật mình, nói phạm âm cũng cảm giác được đông phương có biến hóa nói đến chỗ này cổ thần đột nhiên nhớ tới côn ngô tiên kiếm của phạm âm là lấy được từ đáy biển sâu ở đông hải côn ngô tiên kiếm đột nhiên lộ vẻ dị thường chẳng lẽ địa phương có chuyện xảy ra là trong vực sâu đông hải mà phạm âm đạt được côn ngô tiên kiếm nghĩ tới đây cổ thần hỏi nam thiên tiền bối phạm âm có nói lại lời nào không có đề cập tới đáy biển đông hải không hay địa phương hắn thu được côn ngô tiên kiếm không nam thiên đạo nhân gật đầu nói ân ừ, phạm âm nói cung ngô tiên kiếm dị động tất nhiên là tại cung ngô giới xảy ra chuyện gì cung ngô bí cảnh ta đã từng nghe nói qua cung ngô giới lại là mới nghe lần đầu theo phạm âm nói chính là trong một vực sâu nào đó tại đông hải xem ra đông hải đích thật là đã xảy ra chuyện gì rồi cổ thần nói nam thiên tiền bối ta cũng dự định đi vào đông hải một chuyến đi thăm dò một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước khi đi còn muốn đi nam hoang vu cương một chuyến cáo từ trước cáo biệt nam thiên đạo nhân cổ thần tiếp tục đem hai người hư tử uyên tiên âm thu nhập trong như ý linh lung bảo tháp, sau đó ly khai làm không sơn, đi về hướng đông nam. Từ làm không sơn đi nam hoang vu cương trực tiếp đi về phía nam là được. Thế nhưng, cổ thần lại theo bản năng phóng đi về phía đông nam, không bao lâu, hắn đã tới thành nhạc thủy ngày trước. Cái trưởng ấn to lớn hơn nhìn trượng kia vẫn như cũ in trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, hai bên trái phải linh phù sơn như trước tỉnh mịch, tú lệ, và có khác chỉ là trưởng ấn lúc này đã tràn đầy nước, hình thành một hồ nước thật lớn, vừa vặn là một thủ trưởng. Khi thành nhạc thủy bị đánh xuống đất, người ở mấy thành phụ cận liền đem nhạc thủy hà ở gần đó đào thành một con kênh tới trong chưởng ấn kia làm thành một cái hồ nước thật lớn lấy làm nguồn nước bởi vì hồ nước đúng như một bàn tay nên được mệnh danh là đại trưởng hồ nhiều năm qua gặp phải khô hạn cho dù nhạc thủy hà khô cạn đại trưởng hồ cũng chưa bao giờ khô hạn qua do đó rất được người dân ở gần đó yêu thích thành nhạc thủy ngày trước chí có lão nhân qua tuổi hoa giáp cũng có nghe thấy dần dần đạm mạc trong mắt thế nhân cho tới bây giờ người dân ở phụ cận chỉ biết đại trưởng hồ chứ nói đến thành nhạc thủy cũng rất ít người biết được. Nơi đây đã là vật không người không, cổ thần nhìn đại trưởng hồ phía dưới, tất cả đều trở nên xa lạ, trong mắt không còn có lưu luyến, thân ảnh chật lóe, thuấn di đi về phương Nam. Ba canh giờ, cổ thần liền đã phi tiêu được 200 vạn lý, thâm nhập Nam Hoang Vu Cương, đi tới bầu trời chiến thần điện. Cổ thần kinh ngạc phát hiện, trong toàn bộ chiến thần điện tĩnh mịch như mộ địa, dĩ nhiên không có bất kỳ động tĩnh gì từ trong chiến thần điện truyền ra, tự hồ không có một ai ở bên trong chiến thần điện tình trạng như vậy cổ thần nhớ tới dọc theo đường đi đến toàn bộ vu cương đại địa dĩ nhiên không nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ đồng thời đại bộ phận các nơi thôn xóm đều phi thường tiêu điều thậm chí có thôn xóm toàn bộ đều hóa thành phế tích không hề có người ở lại số lượng vu dân so với số mũi bay qua còn thua xa lẽ nào vu tộc đã xảy ra biến cố gì trọng đại cổ thần nhướng mày tuy rằng cổ vu tộc cùng hắn cũng không trực tiếp quan hệ thế nhưng làm chiến thần cổ vu tộc cổ thần lại hướng tự ngọc bảo chứng thủ hộ cổ vu tộc hôm nay thấy cổ vu tộc tiêu điều tĩnh mịch trong lòng hắn sinh ra một cổ cảm giác tự trách thầm nghĩ ngay cả đại mông đế đô đều bị tàn gia lão tổ và trịnh gia lão tổ đồ sát sợ rằng cổ vu tộc cũng đã bị mấy độ hư cường giả tập kích bằng không cổ vu tộc không có khả năng tiêu điều như vậy giờ khắc này trong lòng cổ thần đối với tàn gia trịnh gia cùng với toàn bộ thánh đình sản sinh cổ cường đại sát ý cổ cường đại cổ thần hạ xuống đám mây tiến nhập trong chiến thần điện quả nhiên toàn bộ chiến thần điện trống trơn đem toàn bộ chiến thần điện kiểm tra một lần cuối cùng cổ thần lại nhớ tới trong đại điện chiến thần điện ánh mắt rơi vào trên thần tượng nhận bái tế thần tượng kia ba đầu sáu tay mặt lân giáp đỏ đầm bay cánh tay nắm lại hai cánh tay cầm búa còn có một bàn tay rỗng tuyết thần tượng trong chiến thần điện này là từ chiến thần si đời thứ nhất đã có rồi chí ít là một vị cổ thần thời đại thái cổ cổ thần xem xét một hồi có chút suy nghĩ đem chiến thần lệnh ra ném về phía trước bay tới trong bàn tay không có gì của thần tượng kia thần tượng kia vừa tiếp lấy chiến thần lệnh ầm ầm một tiếng quả nhiên có điều biến hóa nguyên bản trong chiến thần đại điện đang trống trơn mặt đất đột nhiên hiện ra một phụ mân cổ xưa mà tan thương sau đó những phụ mân này lan tràn ra tứ phía tràn đầy chiến thần đại điện phụ mân phát quan lập lòe bối cảnh cũng một mảnh đen kịt cổ thần đứng trong chiến thần đại điện lúc này bốn phía một mảnh đen kịt vô số phụ mân phát quan liên tục thoáng hiện nhãn thần cổ thần sáng ngời hắn từng nghe tự ngọc nói về trận pháp này đưa tay hư không một trảo đem chiến thần lệnh thu trở về dưới chân khẽ động bước án theo trận thế của cổ trận mà đi rất nhanh một trận thiên toàn địa chuyển cổ thần lại bước trên thực địa thân thể đã xuất hiện trong một cái thông đạo là ai cổ thần vừa mới xuất hiện chợt nghe thấy mấy tiếng quát lớn ngay sau đó có thanh âm của một kiện pháp bảo anh ra truyền tới cổ thần không dùng con mắt quan kháng mà dựa vào cảm giác của thân thể đã đem vài tên vu sĩ ở phía trước tu vi ra sao pháp bảo anh ra có phẩm giai thế nào vị trí của họ đều cảm ứng ra khi kiện pháp bảo anh tới trước mặt cổ thần đột nhiên thời gian như tĩnh lặng pháp bảo anh ra đều dừng lại trong không trung chẳng thể nhúc nhích được nữa a à, là độ hư cường giả trong sát na mấy đạo tiếng gọi tiếng hô thật lớn vang lên theo thanh âm của mọi người cổ thần nghe được vô số tiếng bước chân từ phía trước vang lên đang vọt về phía này thông qua pháp lực ba động truyền đến hầu hết người tới đều là cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn người không thấy một đạo âm thanh tự nhiên truyền tới nhanh kết cửu sát đô thiên đại trận nghe thấy thanh âm này trong mắt cổ thần sáng ngời thiên hạ người có thể nói ra âm thanh tự nhiên này chỉ duy có thần nữ tự ngọc của cổ vu tộc nhớ đăng ký kênh f 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha tự ngọc là ta cổ thần thanh âm của cổ thần vang lên ẩn chứa pháp tác chi lực thanh thanh sở sở rơi vào trong tay một vị vu sĩ gì cổ tất cả vu sĩ khẽ giật mình trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng chiến thần sao tiếng bước chân nhanh hơn thân ảnh cao gầy của tự ngọc rất nhanh xuất hiện ở trước mặt cổ thần khi thấy tướng mạo của hắn tự ngọc đại hỷ hoảng sợ nói là chiến thần cổ chiến thần đã trở lại tất cả vu sĩ đều sôi sục kêu lên chiến thần chiến thần cổ thần tán đi chi lực ở gần mình vài món pháp bảo kia liền rơi xuống đất bị mấy vị vu sĩ thu lại nhìn quanh bốn phía hiển nhiên những vu sĩ này trải qua cũng không tốt sư phụ ngài đã trở lại cổ thần đang quan sát bích động bên cạnh một thanh niên chừng 18, 19 tuổi, bước tới, hắn cao chừng hai thước bảy, so với cổ thần cao hơn hai nửa đầu, một thân cơ bắp ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Dung, cổ thần nhìn thanh niên so với bản thân còn cao hơn nhiều này, gật gật đầu, nói. Người lớn lên không tệ, hơn 60 năm không gặp, không ngờ có tu vi minh khiếu hậu kỳ, người bao nhiêu tuổi đã bước vào mệnh tuyên. Sư phụ, 17 tuổi. Chúc Hỏa Dung lên tiếng đáp, nam tử trước mắt này, tuy rằng chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của hắn, chưa bao giờ dạy hắn tu luyện, ngay cả thời gian gặp mặt cũng rất ít, nhưng trong lòng hắn luôn sùng bái người. Là truyền nhân của chiến thần, chúc hỏa dung tự nhiên biết, chưa bước vào độ hư, đã đem chiến thần bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể thi triển chiến thần diệt tinh quyền có bao nhiêu biến thái đây. Từ xưa đến nay, có thể đạt được trình độ này, chỉ có đệ nhất, nhị, bốn đời chiến thần mà thôi, ba vị này đều là tu vi vượt lên trước siêu cấp cường giả hợp đạo kỳ. 17 tuổi bước vào mệnh tuyền bí cảnh, cho dù cổ thần cũng nhìn không được trung động, năm đó hắn 18 tuổi cũng mới bước vào mệnh tuyền bí cảnh tên đồ đệ này của hắn không chỉ có huyết mạch chiến thần mà tư chất cũng rất tốt đương nhiên cổ thần năm đó bước vào mệnh tuyền bí cảnh là sau thời gian trọng sinh 10 tuổi còn chút hỏa dung năm bảy tám tuổi đã bắt đầu tu luyện so với cổ thần sớm hơn 2 năm cổ vu tộc biết được chiến thần cổ trở lại trình độ chúc mừng kia còn hơn hư thiên tông thần nữ tự ngọc tướng mạo không thay đổi chút nào vẫn hoàn mỹ như trước đem cổ thần đưa tới một hang động tương đối an tĩnh đối với cổ thần nói về những chuyện cổ vu tộc đã trải qua sau khi hắn rời khỏi quả như cổ thần sở liệu ba vị độ hư cường giả tàn không phạm, tàn không sơn, cùng với trịnh diệt hùng, bởi vì lửa giận không chỗ phát tiết, không chỉ đồ diệt đại mông đế đình, nam cương cổ vu tộc cũng không chạy thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Ba vị độ hư cường giả tại cổ vu tộc triển khai một lần giết chóc máu tanh. Cổ vu tộc không có độ hư bí cảnh cường giả, cho dù có cửu sát đô thiên đại trận cũng đỡ không được ba vị độ hư cường giả giá vũ kỳ, bất đắc dĩ, thần nữ tự ngọc phải mở ra chỗ lánh nạn của cổ vu tộc, đem vu sĩ đều tụ tập tại động huyệt bên dưới chiến thần điện. Đây là chiến thần thời đại thượng cổ mở ra, có chiến thần điện bảo hộ bên ngoài, bên trong lòng đất bày trận pháp, cho dù chư tử đại tiên hợp đạo kỳ không hiểu trận pháp, cũng khó có thể xâm nhập động huyệt dưới lòng đất này. Thế nhưng, cổ vu tộc có bao nhiêu vu sĩ? Trong lúc nhất thời sao có thể đem vu sĩ từ bốn phương, tám hướng tụ tập lại được? Do đó, chỉ có vu sĩ tinh anh mệnh tuyền bí cảnh trong bộ lạc mới thành công tìm đến chiến thần điện, tiến nhập chỗ lánh nạn. Vu sĩ không tiến nhập chỗ lánh nạn, đều bị ba vị giá vũ cường giả triển khai tàn sát máu tanh. Chỉ ít có trên trăm vạn vu sĩ trong trận kiếp nạn này bị chết. Đồng thời, ngay cả những phàm nhân vu dân cũng tránh không khỏi cuộc tàn sát của bọn họ, cả vu cương có không dưới nghìn vạn vu dân bị tàn sát. Từ hơn 60 năm trước, Ma Vương Đồ độc đoạt hỏa huỳnh đại vu, đây là kiếp nạn lớn nhất mà cổ vu tộc phải đối mặt. Thẳng đến ba vị giá vũ cường giả cảm thấy giết chóc những vu dân kia không có ý nghĩa, mới rời khỏi vu cương. Cường giả giá vũ trong một ngày có thể thuấn di phi tiêu gần nghìn vạn dặm, trung thổ đến vu cương, bất quá mấy trăm vạn dặm, đi không mất bao lâu liền có thể đến ba vị giá vụ cường giả thường xuyên đến vu cương dò xét một phen hơn 30 năm nay vu sĩ tinh anh của cổ vu tộc vẫn đều bên trong chỗ lánh nạn dưới chiến thần điện này đồng thời một ít vu sĩ năm đó chưa kịp tiến nhập chỗ lánh nạn những năm gần đây cũng lục tục tiến nhập động đồng bên dưới chiến thần điện bốn phương thông suốt đủ để dung nạp trên 10 vạn vu sĩ hầu như hình thành một thế giới bình địa nghe xong thần nữ tự ngọc giảng thuật cổ thần nắm chặt song quyền cắn răng nói Trình diệt hùng không giết kẻ này khó tiêu mối hận trong lòng của ta Tuy rằng cổ thần cũng không phải là người cổ vu tộc, thế nhưng cổ thần trên đường tu chân, có tốc độ nhanh như vậy, viễn siêu người khác, không thể không nói tới thánh điển cổ vu tộc chiến thần tinh kinh. Nếu không có chiến thần tinh kinh, cổ thần hiện tại đừng nói bước vào độ hư, tu vi tối đa cũng chỉ là minh khiếu hậu kỳ, thậm chí là minh khiếu trung kỳ mà thôi. Tài liệu chủ yếu của thuần dương tiên đan, siêu cấp đại dương mạch lộ tuyến độ, hỗn động âm dương chân quyết tu luyện thuần dương, thuần âm chi pháp đều là bởi vì cổ thần tiến nhập thánh địa chiến thần sơn của cổ vu tộc mà có được có thể nói không có cổ vu tộc sẽ không có cổ thần hôm nay tàn gia và chư tử thế gia vì tìm cổ thần tiết hận đồ diệt đại mông đế đình không nói ngay cả nam cương cổ vu tộc xa xôi cũng không buông tha cho dù cổ thần tâm tình khoáng đạt nhưng vẫn nổi lên cơn giận vô cùng ở trong lòng cổ thần trịnh diệt hùng đã bị liệt vào danh sách phải giết cho dù sát tới thánh định cổ thần cũng phải bắt được hắn trảm đi nhục thể hủy diệt nguyên thần hư tử uyên và mông tiên âm sớm đã trông như ý linh lung bảo tháp đi ra cùng thần nữ tự ngọc gặp mặt nghe xong thần nữ tự ngọc giảng thuật mông tiên âm vẻ mặt căm giận không ngớt nhớ tới thảm trạng ngày đó của đại mông đế đô chúc hỏa dung ở một bên nghe thần nữ tự ngọc nói về kinh lịch những năm gần đây của cổ vu tộc trong mắt đều là lửa giận bất quá lúc nghe xong ánh mắt hắn rơi vào trên người cổ thần trong mắt lại lộ vẻ kinh hỉ nói sư mẫu hiện tại sư phụ trở lại đã bước vào độ hư bí cảnh không còn phải sợ độ hư cường giả của thánh đình nữa chúng ta trở lại mặt đất đi sao vài chục năm liền đều ở dưới động huyệt thực không chút thoải mái một câu sư mẫu của chúc hỏa dung hư tử uyên lại không có biến hóa gì trong mắt thần tình mờ ấm, mông tiên âm cũng chỉ trận lớn hai mắt nhìn tự ngọc một cái lại nhìn sang cổ thần một cái rồi nói trách không được ngươi nóng ruột muốn tới nam hoang vu cương nguyên lai tại cổ vu tộc ngươi cũng có nữ nhân mông tiên âm oan uổng cổ thần như thế hắn đến vu cương không phải hoàn toàn là để tìm tự ngọc mà là xác thực muốn biết cổ vu tộc có phải chịu độ hư cường giả của thánh đình công kích hay không bất quá Đối với ánh mắt mờ ám của mông tiên âm, cổ thần cũng lười giải thích nhiều, nói. Nhìn năm trước độ hư cường giả của thánh định ẩn dấu hậu thế, lục tục xuất hiện, các ngươi vẫn nên tiếp tục ở lại nơi này, trở lại mặt đất quá mức nguy hiểm, ta còn chuyện quan trọng phải tới Đông Hải trước, không thể ở lại đây lâu. Đông Hải. Tự Ngọc Thần tình lấy làm giật mình, nói. Hơn 60 năm, ngươi mới đến một lần, ngươi lại muốn đi. Trong giọng nói rất là không muốn. Cổ thần gật đầu, nói. Ta thân là chiến thần cổ vu tộc, không thể bảo hộ cổ vu tộc là ta thất trách cưu hận của cổ vu tộc ta nhất định báo ba vị giá vụ cường giả tàn sát vu sĩ tàn gia hai vị lão tổ đã bị ta chém giết chỉ còn lại có một mình trịnh diệt hùng cũng bị ta đánh cho trọng thương nhanh chóng có một ngày ta sẽ lấy tính mệnh hắn thế nhưng lúc này xác thực có chuyện phải tới đông hải trước nơi đó cách vu cương quá xa trong lúc đó nếu có thánh đình cường giả tập kích ta không thể bận tâm do đó các ngươi tạm thời tiếp tục ở chỗ này một đoạn thời gian nữa đợi ta từ Đông Hải trở lại, nhất định sẽ không để cổ vu tộc bị bất kỳ kẻ nào ức hiếp nữa. Đến lúc đó các ngươi lại trở về mặt đất. Tự Ngọc Thần Tình có chút thất lạc, nói. Một lần trước trời khỏi là 60 năm, lúc này đây đi Đông Hải không biết lại muốn qua bao nhiêu năm. Cổ thần đang định mở miệng, Hư Tử Uyên đã đem Tự Ngọc kéo đến bên người hắn, nói. Cái này còn không dễ làm sao? Tự Ngọc, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, không phải xong rồi. Dẫn theo Tự Ngọc cùng nhau đi. Cổ thần kinh ngạc nhìn Hư Tử Uyên. Tự Ngọc tuy rằng bị cử động của Hư Tử Uyên làm giật mình, nhưng vẫn chưa phản đối, hai mắt ngược lại có một tia chờ đợi. Trong lòng cổ thần đối với Tự Ngọc là có hảo cảm, do đó, biết được Ma Vương Đồ Độc muốn kết hôn với nàng, hắn bản năng cũng rất là phẫn nộ. Thế nhưng muốn cùng Tự Ngọc ở chung, 60 năm trước không được. 60 sau, cổ thần cảm ngộ pháp tắc, nhất tâm cầu đạo, để lòng phần cảm tình này cũng dần dần đạm nhạt, lần này trở lại Nam Hoang Vu Cương, thật sự không nghĩ tới dẫn theo Tự Ngọc, vì thế Hư Tử Uyên vừa nói như vậy, cổ thần có chút kinh ngạc. Mông tiên âm là một nữ nhân, tự nhiên từ trong ánh mắt của tự ngọc nhìn ra nàng cùng mình giống nhau, rất yêu thương cổ thần. Thấy cổ thần không có đáp lời, lung lay cánh tay hắn, nói. Cổ thần, ngươi để chúng ta đều dẫn theo, ngươi cũng dẫn cả tự ngọc đi theo đi, nàng đối với ngươi tình ý thắm thiết. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm để nàng ở lại chỗ này, sau đó đau khổ chờ ngươi, mỗi ngày ngóng trong ngươi. Chúc hỏa dung phụ tiếng nói. Đúng vậy, sư mẫu mấy chục năm nay, đối với sư phụ mỗi ngày đều mong nhớ. Bị chúc hỏa dung nói ra tâm tư mấy năm nay, trên khuôn mặt hoàng mỹ của tự ngọc dĩ nhiên lộ ra ha mãn đỏ ửng trách mắng dung ngươi nói bậy bạ gì vậy còn đứng ở chỗ này làm gì không biết đi chỗ khác sao à chúc hỏa dung bừng tỉnh đại ngộ nói đồ nhi xin cáo lui nói xong chúc hỏa dung một đường chậm rãi rời khỏi đồng thính hẻo lánh này hư tử uyên mong tiên âm tự ngọc tam nữ đồng thời nhìn cổ thần nhìn ánh mắt của các nàng trong lòng cổ thần không khỏi mỉm cười thiên hạ dĩ nhiên có loại sự tình này đại lão bà, nhị lão bà của mình thúc mình lấy tam lão bà. Nếu tự ngọc nguyện ý, sư tỷ và tiên âm cũng nguyện ý, ta đây còn nói gì nữa? Cổ thần thầm nghĩ. Trong lòng cổ thần mừng thầm, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhìn tự ngọc, tự hồ có chút bối rối nói. Được rồi, ngươi theo ta cùng nhau đi. Tự ngọc cũng không quản cổ thần vẻ mặt bối rồi, nghe hắn đáp ứng, trên mặt lộ dáng tươi cười tuyệt mỹ, nói. Hiện tại dung đã lớn, có hắn đái lĩnh cổ vu tộc, ta rất yên tâm. Người nối nghiệp ta cũng đã có tu vi minh khiếu hậu kỳ, có thể tiếp nhận chức vụ tiếp nhận chức vụ thần nữ, phụ trợ dung cùng nhau quản lý cổ vu tộc. Chúng ta tùy thời đều có thể rời khỏi, lúc nào xuất phát. Phạm âm cũng đã đi vào Đông Hải nửa tháng, cổ thần ngẫm lại, nói. Càng nhanh càng tốt. Tự Ngọc vui vẻ nói. Hảo, hiện tại ta phải đi an bài, để đệ tử của ta tiếp nhận chức vụ thần nữ. Chờ một chút. Mi tâm cổ thần kim quan chợt lóe, như ý linh lung bảo tháp bay ra, tầng thứ ba cửa vừa mở ra, thổ luân đại vu bị nhốt bên trong nhất thời bay ra hắn bị cổ thần trói buộc pháp lực phong ấn lục thức nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thổ luân đại vu tự ngọc kinh hải nói thổ luân đại vu trốn đi hơn 10 năm vẫn bạc vô âm tính không nghĩ tới dĩ nhiên bị cổ thần bắt trở lại cổ thần gật đầu nói ta vừa mới trở lại trung thổ ngẫu nhiên gặp phải hắn đây là trách nhiệm của chiến thần ta xử trí như thế nào do các ngươi tự mình quyết định đi thánh đình thánh hoàng cơ nghiêu đang ngồi trên thánh tọa vẻ mặt trắng bệch Hiển nhiên, thân thể hắn rất suy yếu, thụ thương rất nặng. Bên cạnh hắn có một trung niên nhân tuổi chừng 40, trên người cũng không có pháp lực ba, chính là phạm nhân thiên toán tử. Thiên toán tử một mực ở trong hoàng thiên tỷ giảm tốc độ sinh hoạt gấp trăm lần, cổ hoàng thế giới qua một trăm năm, bên trong đó mới chỉ là một năm, chỉ khi thánh hoàng cần đến, mới có thể để thiên toán tử đi ra. Hai nghìn năm trôi qua, thiên toán tử mới vượt qua hơn hai mươi năm. Thánh hoàng cơ nghiêu nhìn thẳng thiên toán tử, nói. Người nói không sai, Cổ thần quả nhiên có vận khí lớn, ngay cả bản hoàng cũng vẫn lạc trên tay hắn. Thánh hoàng cơn nghiu thanh âm oán giận không nứt, nghiến răng nghiến lợi nói: Cổ thần tên tiện loại kia dám giết thánh tử của bổn hoàng, đoạn hậu của ta thực sự là buồn cười. Thiên toán tử, ngươi tính cho ta, rốt cuộc có phương pháp gì có thể triệt để giết chết cổ thần? Ta phải bầm thay hắn vạn đoạn. Thiên toán tử vẻ mặt bình tĩnh nói: Thánh hoàng bất giận, cổ thần có đại vận khí, muốn giết chết hắn rất không dễ dàng thánh hoàng đã thành công để chư tử thế gia và tàn gia cùng cổ thần thành sinh tử chi cừu. Hà tất muốn làm phiền chính mình động thủ. Thánh tử vẫn lạc, tại hạ cũng rất bi thương, thế nhưng thánh hoàng bệ hạ, mục tiêu của người là mở ra thông đạo tiên phàm, bước vào trường sinh bất tử, nếu trường sinh. Thánh hoàng bệ hạ vĩnh tồn hậu thế, hà tất chấp nhất chuyện này. Thánh hoàng cơn nghiêu cao mày một cái, trong lòng tự hồ đột nhiên thông thuận hơn nhiều, nói. Ừm, ngươi nói đúng, đại nghiệp của bổn hoàng là mở ra thông đạo tiên phàm, cải biến số mệnh thiên địa, đợi bổn hoàng bước vào hợp đạo, tiên độ thế gian, liền có thể trường sinh bất tử, vĩnh tọa thánh hoàng vị, xác thực không cần có người kế cận. Thế nhưng, thánh tử chung quy vẫn là con của bổn hoàng, cứ như vậy bị cổ thần chém giết, bổn hoàng nếu không giết hắn, thiên đạo ở đâu? Hoàng uy ở đâu? Vô luận như thế nào, bổn hoàng đều muốn tiêu diệt cổ thần. Thiên toán tử cười hắc hắc, nói: "Hôm nay tàn gia hai vị lão tổ đều đã tán thân trong một phần hắc đế, trong chư tử thế gia, hậu gia, hạ gia, thương gia ba vị lão tổ cũng vẫn lạc trong đó. Thánh hoàng bệ hạ, nếu là tàn không huyền và hậu, hạ, thương tam đại chư tử thế gia lão quỷ biết, bọn họ đều là chết trong tay cổ thần, người xem bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Hậu vô duyên, hạ phi, thương vũ văn ba vị giá vụ cường giả, đều vẫn lạc trong mộ phần hắc đế. Đồng thời đều bị hắc thủy đại đế lừa dối, trên đường sinh, tử lựa chọn lùi về đường sinh ở phía sau, nhưng thực tế lại là đường tử, nên mới nhất tề vẫn lạc, đi đời nhà ma. Mà tàn không phàm, Tàng Không Sơn hai người bên trong thủy chi đại trận bị cổ thần giết chết, trừ một vị tu sĩ Long tộc Minh Khiếu kỳ biết Tàng Không Phạm là chết trong tay cổ thần. Thiên hạ căn bản không có ai biết, mà tu sĩ Long tộc không có khả năng đem tin tức tiết lộ cho Thánh Đình, do đó, Thánh Hoàng căn bản không biết cổ thần giết Tàng Không Phạm và Tàng Không Sơn. Nếu là đem năm vị giá vụ cường giả chết đổ lên người cổ thần, Thánh Hoàng cơ nghiêu nhất thời cười nhạt một tiếng, trong lòng vui vẻ. Nguyên bản cổ thần chỉ là ngộ sát gia chủ chư tử Trịnh gia, mâu thuẫn với chư tử thế gia không phải là không thể điều hòa, thế nhưng nếu là hậu, hạ thương tam đại chư tử thế gia giá vụ cường giả bị chết do cổ thần. Độ hư cường giả của mấy đại chư tử thế gia kia cùng cổ thần liền hoàn toàn thể không lưỡng lập, không giết cổ thần không chịu thôi. Tứ đại chư tử thế gia thế lực vẫn trường thịnh không giảm, càng lúc càng lớn, thánh hoàng cơ Nhiêu sớm đã có lòng muốn làm suy yếu thế lực của bọn họ, để tránh lực lượng tứ đại chư tử thế gia quá mạnh mẽ, tạo thành uy hiếp đối với cơ gia hắn. Để cho bọn họ cùng cổ thần đấu với nhau quả là quá hay. Thánh hoàng cơ nhiêu lạnh lùng cười, Quay đầu nói với thiên toán tử rằng cổ thần có đại vận khí trong người, khó có thể giết chết, sự thực chứng minh cho dù thánh hoàng cơ nghiêu tự mình xuất thủ, cũng không thể chém giết hắn. Do đó, đem tên cổ thần xương cứng này vừa lúc giao cho chư tử thế gia đi gặm. Đồng thời, cộng thêm tàn gia còn có một vị cường giả hư không kỳ tàn không huyền, thế lực lớn như vậy toàn bộ xuất động, cho dù cổ thần có khó gặm đi nữa, vẫn phải chết. Thánh hoàng cơ nghiêu gật đầu, nói. Phương pháp này không sai, thiên toán tử, tính ra hành tung của cổ thần, tàn không huyền và chư tử thế gia lão quỷ sẽ cho hắn kinh hỉ. Thiên toán tử gật đầu, dơ lên tả trưởng, liên tục bấm ngón tay, một lát, hữu trưởng cũng dơ lên, dưới chân bước chân chậm rãi di động, trên trán toát ra một ít mồ hôi. Quá nửa tuần hương, thiên toán tử lẩm bẩm một tiếng. Hướng đông. Đang khi nói chuyện, tay trái thiên toán tử chỉ về phía bên phải, ánh mắt cũng chuyển về đông phương xa xôi, lại quá nửa khắc, trên trán thiên toán tử mồ hôi như mưa, nói. Thánh hoàng bệ hạ, ít ngày nữa cổ thần sẽ khởi hành đi phương đông xa xôi, có thể gặp được trong độ yêu cốc tại Đông Hoang yêu vực. Nhất định phải đi qua một vùng hải ngạn hơn 10 vạn dặm phụ cận độ yêu cốc, tiến nhập Đông Hải, tiếp tục đi về hướng đông, có thể tiến nhập Đông Hải Long cung, cuối cùng không thể điều tra rõ. Thánh Hoàng Cơ nhíu nhíu mày lại, nói: "Thiên toán tử, năm đó ngươi tính thành nhạc thủy cũng không thấy ngươi vất vả như vậy." Đồng thời tính ra vị trí không kém chút nào, sao hiện tại tính cổ thần lại không tìm được địa điểm cố định? Đều là những nơi hắn có thể đi qua vậy. Thiên toán tử lau lau mồ hôi, nói: "Thánh hoàng không biết, Thành Nhạc Thủy là địa phương cố định, không thể di động, do đó tại hạ có thể tính chuẩn xác. Nhưng cổ thần lại là vật sống, bao giờ đi đến đâu, hoàn toàn không thể biết rõ. Đồng thời, trên người cổ thần có đại vận khí, chốn u minh có người muốn giúp hắn nghịch thiên hành sự, do đó tại hạ tính toán cực kỳ khó khăn, chỉ có thể tính cổ thần ít ngày nữa đi về hướng đông, những địa phương kia, hắn có thể cũng không đi, tất cả chỉ là một ý niệm của hắn, không thể tính chuẩn xác được." Bất quá có thể xác định cổ thần muốn nhập Đông Hải, tất phải đi qua vùng hải ngạn phụ cận độ yêu cốc. Vùng hải ngạn hơn 10 vạn dặm phụ cận độ yêu cốc. Được, bằng thực lực tàn không huyền và tứ đại chư tử thế gia cũng đủ đem nơi đó phong tỏa. Lúc này đây, ta lại muốn nhìn, cổ thần làm sao từ trong tay tàn không huyền và chư tử thế gia cường giả thoát thân, hư hư. Thánh Hoàng Cơn Nhiêu hư cười nói. Thiên Toán Tử gật đầu nói. Thánh Hoàng Anh Minh, mặc kệ là bọn hắn đánh chết cổ thần, hay lại là cổ thần kiếp giết bọn hắn, thu được lợi ích thủy chung là thánh hoàng ngươi ngươi chỉ cần thu thập thượng cổ dị bảo mở ra thông đạo tiên phàm đột phá hợp đạo kỳ tiên độ thế gian đạp trường sinh bất tử phá giải thiên địa phong ấn so với cổ thần càng là đại vận khí bao phủ đến lúc đó chính là cổ thần không đáng để lo nghĩ thánh hoàng cơn nhiêu cười lớn một tiếng nói Lúc này đây Đông Hải sản sinh dị tượng cường liệt, khả năng có thường cổ di tích hiện thế, trong đó có lẽ có thượng cổ dị bảo, thu thập thượng cổ dị bảo, bổn hoàng sẽ tự thân xử lý, bổn hoàng triệu trình diệt hùng thương lượng đối phó cổ thần. Sau khi thiên toán tử tiến nhập hoàng thiên tỳ, thánh hoàng cơn nhiêu liền triệu kiến trình diệt hùng, cũng không quá lâu, trình diệt hùng đi tới trước mặt thánh hoàng cơn nhiêu. Trình diệt hùng vẻ mặt so với thánh hoàng cơn nhiêu càng thêm trắng bệch, bị thương quá nặng, nói: thánh hoàng triệu ta có chuyện gì? thánh hoàng cơn nhiêu nói: bổn hoàng bị thương, trong khoảng thời gian ngắn không khôi phục được, dự định lại mở ra sinh tử cảnh, tiến nhập sinh tử cảnh chữa thương tu dưỡng. Trình Diệt hùng vẻ mặt khẽ động, lúc này đây hắn thụ thương rất nặng, e là cần không ít thời gian chữa thương mới có thể phục nguyên. Sinh tử bí cảnh là nơi cải biến sinh mệnh pháp tắc, không chỉ có kéo dài gấp ba thọ nguyên, đối với chữa thương cũng có lợi ích rất lớn, có thể để tốc độ tu sĩ khôi phục thương thế nhanh hơn gấp bội. Tiến nhập sinh tử bí cảnh chữa thương, một là thọ nguyên tổn hao chậm hơn, hai là thương thế phục nguyên nhanh hơn, là nơi có điều kiện tốt nhất chữa thương. Trịnh Diệt Hùng nói. Thánh Hoàng, lần này ta thụ thương rất nặng, có thể không tiến vào sinh tử cảnh tu dưỡng. Thánh Hoàng cơ nghiêu nói. Có thể, thế nhưng cổ thần không chết, bổn hoàng không có cam lòng a. À. Trịnh Diệt Hùng nói. Ta cũng ước gì cổ thần chết sớm. Thánh Hoàng cơ nghiêu nói. Chúng ta đây đều tiến nhập sinh tử cảnh, ai tới đối phó cổ thần. Trịnh Diệt Hùng nói. Trong sinh tử cảnh còn có nhiều độ hư cường giả. Thánh Hoàng cơ nghiêu nói. Tàn không phàm, tàn không sơn, Hạ Phi, Hầu Vô Duyên, Thương Vũ Văn, năm người bọn họ đều vì cổ thần mà chết. Ta cùng với ngươi đều vì hắn mà bị thương. Bởi vì cổ thần bên trong một phần hắc đế thu được thủy chi bản nguyên, chiếm được lực lượng của hắc thủy đại đế, do đó, đánh chết tàn không phàm, tàn không sơn, Hạ Phi Trần, Hầu Vô Duyên, Thương Vũ Văn, cũng làm ta với ngươi bị trọng thương. Cùng với độ thiện đại sư, Trịnh Diệt Hùng, ta nói vậy có đúng không? Cái này. Trịnh Diệt Hùng vốn định nói không phải, thế nhưng nhìn ánh mắt của Thánh Hoàng Cơ Nhiêu, trong nháy mắt minh bạch ý tứ, gật đầu nói. Bọn họ đều bị cổ thần giết chết. Thánh Hoàng gật đầu, nói. Đường đường chư tử thế gia độ hư cường giả bởi vì sợ hãi tử vong mà bị hắc thủy đại đế lừa lên con đường tử vong chân chính. Nói như vậy, truyền ra đối với chư tử thế gia không tốt đẹp gì, do đó, bọn họ đều là cổ thần giết. Trịnh Diệt Hùng lộ ra một nụ cười mỉm, nói. Không sai, còn có tàn gia nhị lão đều là cổ thần giết chết. Trịnh Diệt Hùng có thể không tin bằng thực lực cổ thần có thể đánh chết tàn không phạm giá vụ hậu kỳ, thế nhưng, trên thực tế, những lời này của hắn thật không có oan uổng cổ thần chút nào. Lúc sinh tử bí cảnh mở ra, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệt Hùng đều tiến nhập bên trong chữa thương. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Trịnh Diệt Hùng đem độ hư cường giả tứ đại chư tử thế gia, cùng với tàn không huyền tụ tập lại, nói cho mọi người bởi vì cổ thần bên trong mộ phần hắc đế thu được thủy chi bản nguyên, chiếm được lực lượng của hắc thủy đại đế, tàn không phàm, tàn không sơn, hạ phi trần, hầu vô duyên, thương vũ văn, năm vị cường giả đều bị cổ thần giết chết tàn không huyền và chư tử thế gia cường giả nghe xong giận dữ đều từ trong sinh tử bí cảnh đi ra thề phải bầm thay đoạn trừ hồn luyện kiện tổng cộng chín vị độ hư cường giả hư không kỳ một người tàn không huyền giá vụ hậu kỳ năm người là hầu vô nghiệp hạ phi viễn thương chính thu thương chính lâm trịnh ba người giá vụ trung kỳ hầu vô hành hạ phi trác trịnh diệt tường thánh hoàng cơ yêu hướng chín vị độ hư cường giả báo cho biết hành tung của cổ thần ít ngày nữa sẽ đi tới đông hải có thể đi qua đồ yêu cốc có thể lại đi Đông Hải Long cung, nhất định phải đi qua vùng hải ngạn hơn 10 vạn dặm phụ cận độ yêu cốc để tiến nhập Đông Hải. Vì chặn lại cổ thần, chính vị độ hư cường giả tỷ mỹ phân phối nhân viên phân bố. Tàng Không Huyền làm hư không kỳ siêu cấp cường giả, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng thực lực không hề nghi ngờ là đệ nhất trong chính vị cường giả, vô hình trung, Tàng Không Huyền trở thành thủ lĩnh trong lần truy sát này. Tàng Không Huyền nói, Đông Hải Long cung quá xa, nếu cổ thần nhất định phải đi qua vùng hải ngạn hơn 10 vạn dặm phụ cận độ yêu cốc Chúng ta đây ở nơi đó thiết hạ chặn đường, đem cổ thần đánh chết. Ta, Vô Nghiệp đạo hữu, Phi Viễn đạo hữu, Diệt Hồng đạo hữu, bốn người chúng ta ở hai đầu phụ cận đồ yêu cốc chờ đợi. Chính Lam đạo hữu, Chính Thu đạo hữu, cùng với Vô Hành đạo hữu, Phi Trác đạo hữu, Diệt Tường đạo hữu, năm người các vị tiến nhập đồ yêu cốc, tiến hành dò xét, nếu là cổ thần đi qua đó, nhất định gặp phải năm người các ngươi. Nếu cổ thần lách qua đồ yêu cốc, mặc kệ hắn đi về phía nào, đều gặp phải bốn người chúng ta. Cổ thần chỉ có tu vi đẳng vân sơ kỳ, chính mình đánh chết giá vụ sơ kỳ, giá vụ trung kỳ cường giả đều có thể ngăn chặn hắn. Năm người tiến nhập đồ yêu cốc chia ra tìm kiếm. Một khi cổ thần hình bóng cổ thần, trước hết ngăn cản hắn, sau đó phóng tín hiệu, hợp lại mà diệt. Thời điểm cổ thần bước vào đẳng vân trung kỳ thì lực lượng của hắc thủy đại đế đã hòa nhập vào trong thân thể hắn. Thẳng đến khi lực lượng hắc thủy đại đế trong cơ thể hắn dần nhạt nhòa thì cổ thần mới phát hiện nguyên lai tu vi hắn đã đề cao thêm một cấp chính thức bước vào đẳng vân trung kỳ thời điểm này thánh hoàng cơ nghiêu độ thiền đại sư cùng trịnh diệt hùng cũng sớm có mặt ở bên trong phần mộ hắc đế nhưng ba người căn bản không hề biết tu vi của cổ thần đã nâng cao thêm một cấp ba người vẫn còn tưởng rằng tu vi cổ thần vẫn chỉ là đàn vân sơ kỳ mà thôi thực lực cổ thần tăng trưởng cùng với tu vi hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với nhau đàn vân sơ kỳ có thể nhẹ nhàng đánh chết một cường giả vụ sợ kỳ hôm nay tu vi của hắn đã là đàn vân trung kỳ thì việc đánh chết cường giả vụ trung kỳ cũng nhẹ nhàng tàn không huyền thương chính lâm chính vị cường giả từ thánh hoàng cơ nghiêu và trịnh diệt hùng mà đã đánh giá sai tu vi của cổ thần bọn họ để cường giả vụ trung kỳ đi tìm kiếm cổ thần là một việc không không ngoan chút nào cổ thần ở lại cổ vu tộc một ngày trong một ngày này thần nữ tự ngọc tiên hiệu triệu chính đại bộ lạc đại vô cùng với truyền nhân của chiến thần thương thảo xem nên xử lý tộc trưởng của thổ vu bộ lạc như thế nào cuối cùng mọi người quyết định phong ấn vùng đất của thổ vu bộ lạc giam cầm thổ vu cả đời ở trong đấy tuy nói rằng thổ vu ở thời khắc máu chốt phản bội cổ vu tộc nhưng xét cho cùng thì cũng là một đại bộ lạc trước kia đối với cổ vu tộc cũng có nhiều cống hiến to lớn cho nên mới miễn cho hắn tội chết sau đó thần nữ tự ngọc tiên lại mang chức vị thần nữ của chiến thần điện truyền cho đệ tử của nàng là thiên hồng nghi thức trao quyền cũng được hoàn tất trong ngày lúc đó trời cũng đã tối mịt ngày thứ hai cổ thần mang theo hư tử uyên mộng tiên âm cùng tự ngọc tiên ba người rời khỏi chỗ tị nạn của chiến thần điện chuẩn bị đi về phương đông trung thổ cách đông hải ước chừng hơn một vạn cho dù là cổ thần sử dụng thuấn di đi chăng nữa thì cũng phải mất gần hai ngày mới đến nơi. Trong dạ mạc xâm lâm, có một tòa cổ truyền tống trận có thể đi thông qua tàn sát yêu cốc ở phụ cận lãnh địa thanh long nhất tộc. Như vậy thì có thể tiết kiệm được vô số thời gian. Cổ thần tự nhiên sẽ đi tới dạ mạc xâm lâm trước, thông qua cổ truyền tống trận mà bước tới Đông Hải ở cạnh Đông Hoang yêu vực. Đi về Đông Hải, quá trình này có thể nói là lâu dài. Hư tử uyên cùng tự ngọc tiên tiến vào bên trong tầng thứ ba như ý linh lung bảo Tháp. Còn mộng tiên âm thì tiến vào tầng thứ tư của như ý linh lung bảo tháp. Hư tử uyên cùng với tự ngọc tiên đều có tu vi minh khiếu kỳ cực hạn, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc thì tu vi mới có thể tiến thêm được một bước, bước vào độ hư. Mà mông tiên âm chỉ là minh khiếu hậu kỳ, khiếu huyệt trong cơ thể mới kích hoạt được 600 kinh mạch. Tu vi vẫn có thể thăng tiến được nữa. Vốn như ý linh lung bảo tháp không có linh khí ở bên trong, tu si ngồi ở trong tháp tu luyện thì cần phải hấp thu linh thạch. Hơn 10 năm trước, khi cổ thần mới bước vào vu cương thì phát hiện ra một mạch khoáng cực phẩm linh thạch mạch khoáng này đã được tự ngọc tiên phái một lượng lớn vu sĩ đến khai thác lúc này cổ thần vì cổ vu tộc mà xuất ra không ít cực phẩm linh thạch cho mộng tiên âm tu luyện thời gian gia tốc gấp 10 lần mộng tiên âm tu luyện 10 năm ở trong bảo tháp thì cổ hoang thế giới cũng chỉ mới trải qua một năm mà thôi duy chỉ có một nhược điểm là ở bên trong như ý linh lung bảo tháp chỉ có thời gian pháp tắc cũng không phải là tán mạng pháp tắc cho nên khi ở trong như ý linh lung bảo tháp thì thọ nguyên cũng trôi qua nhanh hơn điều này tương đương với việc thiêu đốt tán mạng để có thể đạt được tu vi cùng thực lực cường đại hơn hôm nay cổ thần đã bước vào độ hư hư tử uyên và tự ngọc tiên đều là minh khiếu kỳ cực hạn một tiên âm sợ chính mình cản trở mọi người cho nên muốn nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình huống chi bên ngoài mệnh tuyền bí cảnh thì tu si mỗi lần tăng lên một cảnh giới thọ nguyên cũng tăng lên một cách đáng kể cũng không phải là không có thu hoạch gì thời gian này cổ thần liền phản hồi trở lại trung thổ mục tiêu thứ nhất không phải là dạ mạc xâm lâm mà là phần mộ hiên viên dưới lòng đất của cự long sơn mạch hôm nay cổ thần đã cùng với thánh đình chính thức tranh đấu mà ngay cả thánh tử cũng đã bị cổ thần diệt trừ, thánh hoàng cơ nghiêu cũng thiếu chút nữa vẫn lạc dưới tay cổ thần. Cổ thần biết rõ, hiện tại bản thân hắn tùy thời đều có thể gặp phải sự tập kích của cao thủ thánh đình. Từ nay về sau, chỉ có thực lực của bản thân tăng lên không ngừng thì mới có thể đảm bảo được tính mạng của bản thân hắn. Thủy Chi bản Nguyên giúp cho tu vi của cổ thần rất nhanh từ đằng vân sơ kỳ tăng lên đằng vân trung kỳ. Chắc hẳn thổ chi bản nguyên cũng có hiệu quả không kém. Rời khỏi phần mộ hắc đế, cổ thần muốn đi lấy thổ chi bản nguyên trước đó hư thiên tông cùng cổ vu tộc hiển nhiên khiến cho cổ thần lo lắng nên hắn mới do dự không đi hôm nay hư tử uyên mộng tiên âm tự ngọc tiên ba nữ nhân đã đi theo bên người cổ thần tự nhiên muốn đi đến phần mộ hiên viên trước khi đến đông hải lần này đi đông hải nếu như có đại sự phát sinh thì bản thân hắn khó có thể đảm bảo được an toàn nếu như có thể đoạt được thổ chi bản nguyên thì tu vi hẳn là lại tiến thêm một tầng lúc đó cũng an toàn hơn một ít cổ thần thông qua đại hạp cốc ở phía đông nam cự long sơn mạch mà tiến vào thông đạo thổ thủy vượt qua thổ đại trần là tiến vào bên trong đại điện hiên viên ở vùng đất trung tâm phần mộ hiên viên một cột sáng màu vàng phát ra từ bên trong đại điện hiên viên thổ chi bản nguyên lớn bằng nắm tay đang lơ lửng ở trong cột sáng phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt xích sắc quan mang lóe lên long hoàng chí dương kiếm xuất hiện ở trong tay cổ thần hướng tới cột sáng màu vàng đất mãnh liệt bổ xuống một phát Kèn một tiếng vang thật lớn long hoàng chí dương kiếm trung chảy kịch liệt lập tức bắn ngược thân thể cổ thần lại phía sau bá 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 bị lực phản chấn cực lớn khiến cho hắn liên tục lui về phía sau ba bước mà cột sáng màu vàng đất vẫn kiên cố như trước không có bất cứ biến hóa nào xảy ra cổ thần vô cùng kinh ngạc hôm nay với thực lực của hắn đủ để đánh một trận với cường giả vụ hậu kỳ bản thân hắn cầm một thanh thượng phẩm tiên kiếm vậy mà cột sáng màu vàng đất kia mảy may không có xây xước gì cả tam đầu lục ti cổ thần lập tức thi tiễn thần thông nắm tay kết thành chiến thần diệt tinh quyền ấn hướng tới cột sáng màu vàng đất mạnh kích sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương hợp nhất quy lực vô cùng mạnh mẽ rầm 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 sáu tiếng nổ vang trời liên tục vang lên vô số cương khí tiên lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng khiến cho cả một mảnh không gian phải vặn vẹo trong lúc không gian vặn vẹo thì một đạo nhân ảnh bắn ra cổ thần bị lực phản chấn đẩy bay ngược ra sau vài chục trượng bành một tiếng vang thật lớn vang lên thân thể cổ thần không ngừng văng lên vách tường đại điện hiên viên đại điện hiên viên này không biết là sử dụng tài liệu nào để chế tạo ra thù một đòn nghiêm trọng như vậy mà không có nửa điểm sức mẻ cổ thần bị vách tường bắn ngược lại ngã xuống mặt đất cổ thần nằm dưới mặt đất bò dậy may mà thân thể hắn cường hãn nên cũng không có bị thương thế nhưng bộ dạng có chút chật vật lúc này bò dậy hắn lại nhìn cột sáng màu vàng đất bên trong đại điện ánh mắt vô cùng khiếp sợ một quyền khủng bố của hắn vậy mà vẫn không thể nào làm gì được cột sáng đó phong ấn thổ chi bản nguyên cũng quá mức cường đại với lực lượng của cổ thần hiện tại cũng không thể nào làm gì được nó cổ thần ngẫm lại cuối cùng cũng đành tiếp nhận cái sự thật này năm vị đại đế từ thời thượng cổ hiên viên đại đế thanh hoa đại đế xích vưu đại đế hắc thủy đại đế bạch đà đại đế mỗi một vị đại đế đều tung hoành thiên hạ một tay che trời nhưng mà đạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ một đời danh xưng vô địch thì cũng chỉ có mình hiên viên đại đế mà thôi hiên viên đại đế được bốn vị đại đế còn lại công nhận là đệ nhất đại đế đệ nhất cường giả từ sau thời thái cổ thì trên trời dưới đất năm hoang tứ hải thì cổ hoang vạn tộc là đệ nhất. Cảnh giới của năm vị đại đế cũng không cách biệt nhau bao nhiêu nhưng vì sao hiên viên đại đế lại có thể vượt qua bốn vị đại đế còn lại trở thành tồn tại vô địch trên đời này? Điều này chắc chắn có liên quan đến thổ chi bản nguyên. Thổ là một phần trong ngũ hành pháp tắc chi nguyên, nó cũng là ngọn nguồn của vạn vật. Một được sinh ra từ thổ, thuần dương chi hỏa bá đạo trong thiên địa cũng từ thổ mà ra. Trong khắp thiên hạ này mọi vật đều liên quan đến thổ, coi như là nhất đại hải dương thì cũng không thể tồn tại mà không có thổ vàng bạc đồng thiết các loại kim loại cũng đều tồn tại ở trong đất thổ chính là mẹ của vạn vật chúng sinh kim mộc thủy hỏa thổ thổ đứng vị trí cuối cùng với tư cách là trụ cột cho những hành khác trong ngũ hành phát triển từ đó có thể thấy được thổ chi pháp tắc so với bốn loại ngũ hành pháp tắc khác thì càng lên lợi hại thổ chi bản nguyên lại càng kinh khủng hơn thông qua thổ chi bản nguyên ở trước mắt từ độ kiên cố của nó cổ thần đã có thể cảm nhận được lực lượng của thổ chi bản nguyên kinh khủng tới như thế nào cổ thần phán đoàn nếu như một ngày kia có thể đoạt được thổ chi bản nguyên thì tu vi của hắn nhất định sẽ tiến một bước dài tuyệt đối so với việc đoạt được bốn loại bổn nguyên khác thì cường đại hơn rất nhiều nghĩ như vậy trên mặt cổ thần lộ ra một tia vui mừng nói như vậy thì thổ chi bản nguyên là đại bảo tàng của thiên địa Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng tâm tình cổ thần cũng rất vui sướng, với thực lực của hắn bây giờ cũng không thể nào chiếm được thổ chi bản nguyên nhưng về sau thực lực bản thân hắn tăng lên một ngày nào đó có thể bài trừ được phong ấn thổ chi bản nguyên đoạt được thổ chi bản nguyên. Cuối cùng cổ thần cũng chỉ còn biết rời khỏi phần mộ hiên viên. Thổ chi bản nguyên, một ngày nào đó ta sẽ phá vỡ được phong ấn của ngươi, đoạt ngươi vào trong tay. Rời khỏi phần mộ hiên viên, cổ thần liền đi tới dạ mạc xăm lâm bay đi. Phần mộ của hiên viên chỉ có cổ thần vào được những người khác nếu như ngộ nhập vào trong thổ đại trận bên ngoài, coi như là siêu cấp cường giả hư không kỳ cũng không thể nào thông qua được. Muốn động thổ xuống dưới đất để vào bên trong phần mộ hiên viên cũng không thể nào được. Đại điện hiên viên vô cùng kiên cố và an toàn, cổ thần cũng không cần phải lo lắng sẽ bị người khác lấy trước. Cho nên thổ chi bản nguyên này chỉ có cổ thần mới có thể đoạt được. Hơn nữa, hiện giờ với tu vi của cổ thần mà không thể nào phá hủy được phong ấn thổ chi bản nguyên thì thiên hạ không thể có người nào có thực lực phá vỡ. Bản thân lực chiến đấu của cổ thần đủ để so với cường giả vụ hậu kỳ mà cũng không thể nào dao động được phong ấn thổ chi bản nguyên. Chỉ sở siêu cấp cường giả hư không kỳ cũng khó có thể làm nó trung chuyển. Cũng không lâu lắm, cổ thần liền từ trong cự long sơn mạch đi ra, đi vào bên trong dạ mạc xâm lâm rồi thông qua cổ truyền tống trận trong nháy mắt thời gian liền đi tới chỗ cực đông của đông hoang yêu vực, thuộc phạm vi lãnh địa của thanh long nhất tộc. Cách tàn sát yêu cốc cũng không đến trăm vạn dặm. Một giờ sau, cổ thần liền đi tới phạm vi lãnh địa thương lan nhất tộc. Sau đó một đường hướng chính đông phi hành cũng không mất bao lâu cổ thần liền hạ xuống dưới đất bên cạnh cổ thần có một tấm bia đá cực lớn trên đó có khắc cổ văn tàn sát yêu cốc cách tàn sát yêu cốc trăm dặm cũng có rất ít dấu chân của sinh vật trong tàn sát yêu cốc có một gốc cây cự mọc che trời kỳ hoa dị thảo vô số phương viên gần trăm vạn dặm đều là thực vật sinh sinh hiếm có trong thiên hạ tại nơi sinh trưởng cửu khúc vân chi thảo nhất định có một loại thực vật sinh sống là phệ huyết hoa cổ thần biết đừng nói trung thổ mà ngay cả trong đông hoang yêu vực trừ khi đồ yêu cốc, không có phải huyết hoa tồn tại. Cho nên, nếu như cổ hoang còn có cửu khúc vân chi thảo, nhất định chỉ sinh trưởng trong đồ yêu cốc. Lần đi Đông Hải này, vừa hay đi ngang qua đồ yêu cốc, tuy nói ngô hư đang. Tài liệu rất khó lấy được, nhưng trong lòng cổ thần tổng vẫn mang một phần hy vọng, nhưng sẽ không quá cưỡng cầu, nếu có thể tìm được cửu khúc vân chi thảo thì tốt, tìm không thấy, cũng chẳng sao. Phạm vi đồ yêu cốc rất lớn, Nam bắc dài gần trăm vạn dặm, rộng gần 70 vạn dặm, muốn tìm kiếm chu tiên thảo, cực kỳ khó khăn, nếu như tinh tế dò xét từng tất đất, phương viên mấy mươi vạn dặm đồ yêu cốc, chỉ sợ không có một năm, sẽ không xem xét xong. Cổ thần sẽ không nhàn rỗi dò xét từng tất đất của đồ yêu cốc, tối đa tìm kiếm trong đồ yêu cốc ba ngày, liền phải đi Đông Hải. Ba ngày tìm trong đồ yêu cốc, cũng chỉ có thể chọn lựa một ít nơi có khả năng có cửu khúc vân chi thảo sinh trưởng. Thân ảnh cổ thần lóe lên, liền đạp vào hư không, cước đạp mây, đưa mắt nhìn, phương viên mấy ngàn dặm phạm, tất cả đều được thu nhập vào mắt cổ thần thông nhãn minh chi khiếu hơn nữa còn kích hoạt cực kỳ triệt để trong phạm vi mấy ngàn dặm cổ thần thấy rất rõ ràng nơi nào có phải huyết hoa sinh trưởng nơi nào có số lượng phải huyết hoa nhiều nhất cổ thần thu hết vào trong mắt nguyên thần cổ thần dung nhập vào hư không lỗ chân lông toàn thân phong bế thân ở trong hư không không người nào biết được cổ thần đã đến trong lúc đó thân ảnh cổ thần lóe lên liền biến mất không thấy nữa xuất hiện trở lại đã ở trên một ngọn núi có phải huyết hoa sinh trưởng những vệ huyết hoa này còn chưa khai mở linh trí, đầy khắp núi đồi, theo gió phiêu lãng, hoa nở thập phần xinh đẹp, nhưng mà không nên bị vẻ xinh đẹp bề ngoài của vệ huyết hoa mê hoặc, chỉ cần bất luận động vật sinh linh gì tới gần, dây leo của vệ huyết hoa sẽ theo bản năng cuốn lấy vật đó, đưa đến gần vệ huyết hoa. Vệ huyết hoa sẽ mở ra, một cái gai nhọn được che giấu trong hoa tâm, trung tâm bông hoa sẽ hiển lộ ra, chích vào cơ thể sinh linh bị bắt để hút huyết dịch cho đến khi không còn giọt máu nào. Sau đó, thả thi thể sinh linh đó ra, cứ thế lâu dần, Thi thể hư thối, hóa thành chất dinh dưỡng tiếp tục bị rễ phệ huyết hoa hấp thu. Cổ thần xuất hiện trên ngọn núi có nhiều phệ huyết hoa, đều là phệ huyết hoa chưa khai mở linh trí, dù căn bản không biết cổ thần nguy hiểm cỡ nào. Có vô số dây leo nhào nhào hướng cổ thần lao tới. Ngay khi dây leo tiếp cận cổ thần, lập tức có một lực lượng vô hình phong bế hư không. Phong ấn cả không gian, tất cả dây leo đều dừng lại trong hư không, giống như thời gian dừng lại vậy. Không gian trong phương viên 10 dặm đều bị cổ thần khống chế. Sau khi không gian bị phong bế, cùng lúc đó một cổ tiên lực cương khí từ thể nội cổ thần tuôn ra hình thành một đạo phù văn hư ảo trong suốt lan ra khắp bốn phía cổ thần không gian tắt vừa thu phong ấn lại một làn gió nhẹ thổi qua dây leo bị đình chỉ trong hư không tất cả đều hóa thành bụi phấn bị gió thổi tiêu tán không còn tăm hơi thân ảnh cổ thần như điện những nơi đi qua những vệ huyết hoa công kích thắng tất cả đều hóa thành bụi phấn rất nhanh cổ thần đã đi đến rất nhiều khu vực vệ huyết hoa sinh trưởng tinh tế kiểm tra một lần cũng không phát hiện cửu khúc vân chi thảo những nơi cổ thần đi qua tất cả những phệ huyết hoa công kích hắn dây leo bị chấn thành bụi phấn tánh mạng lụi tàn cổ thần lại kiểm tra hết một khu vực phệ huyết hoa sinh trưởng thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại nơi ngoài trăm dặm liên tục thuấn di hơn 10 lần hắn đã đứng cách nơi của ngàn dặm đây là một địa phương sinh trưởng cực kỳ nhiều phệ huyết hoa thời gian trôi qua một giờ sau cổ thần đã tinh tế xem xét gần như tất cả những nơi phệ huyết hoa sinh trưởng hắn tiến về phía năm cách đó hơn 10 vạn dặm, lại xem xét phải huyết hoa trong khu vực này, không dưới trăm chỗ. Phải huyết hoa chưa khai mở linh trí, dựa theo bản năng công kích cổ thần, toàn bộ đã chết, những phải huyết hoa đã khai mở linh trí, thấy cổ thần xuất hiện bên cạnh, sợ tới mức toàn thân run rẩy, cường giả độ hư cảnh, chỉ từ uy áp trên cũng đủ để làm đứt gãy dây leo trên thân của phải huyết hoa đã khai mở linh trí, làm nó trọng thương. Đến thần hải bí cảnh phải huyết hoa, đã có thể ly khai mặt đất, tiến hành di động, nhìn thấy cổ thần tất cả giống như chim vỡ tổ, bỏ chạy ra khắp bốn phía, như thế lại làm cho cổ thần tìm kiếm cửu khúc vân chi thảo thuận tiện hơn rất nhiều. Phệ huyết hoa cách mỗi nghìn dặm, liền tập trung tại một khu vực, cổ thần đã thấy không ít, nhưng mà, cửu khúc vân chi thảo, cổ thần không phát hiện ra bóng dáng của nó. Lại qua một canh giờ, cổ thần xuất hiện trong khu vực sinh trưởng rất nhiều phệ huyết hoa, tìm được một cây có năm muối lá giống nhau linh chi, nhưng mà, những cây này lớn hơn linh chi rất nhiều, lá dày, đường cong càng hoàn mỹ, giống như đám mây, linh khí lại nhiều hơn linh chi, chính là Vân Chi Thảo. Bất quá, cây Vân Chi Thảo này mới gần 5.000 năm tả hữu, chỉ có thể gọi là ngũ khúc Vân Chi Thảo, cách cửu khúc Vân Chi Thảo quá nhiều. Tuy nhiên không phải cửu khúc Vân Chi Thảo, căn bản không thể làm tài liệu luyện chế ngộ hư đăng, nhưng khi cổ thần tìm thấy nó, hưng phấn hơn không ít, dù sao, đã nhìn thấy một cây Vân Chi Thảo, nói không chừng, trong đồ yêu cốc này, thực sự có cửu khúc Vân Chi Thảo 9.000 năm. Cây ngũ khúc Vân Chi Thảo là một loại tài liệu khó cầu, đối với tu sĩ dưới độ hư bí cảnh, có rất lớn tác dụng, mông tiên âm đang bế quan tu luyện, kích hoạt khiếu huyệt, muốn kích hoạt từ 600 khiếu huyệt, đạt tới ngoài 900 khiếu huyệt, không có có vài chục năm khổ tu, muốn hoàn thành rất khó. Nhưng mà, có gốc ngũ khúc vân chi thảo này, nói không chừng có thể tiết kiệm cho mông tiên âm 10 năm khổ tu. Cổ thần khẽ vương tay, liền đem gốc ngũ khúc vân chi thảo hái xuống, để vào trong hộp, tránh cho dược lực xói mòn. Trong mi tâm trong lóe lên một quan điểm, như ý lung linh bảo tháp bay ra, cổ thần đi vào tầng thứ tư như ý lung linh bảo tháp, đem ngủ khúc vân chi thảo mới hái xuống, tặng cho mông tiên âm trong lúc đó dáng tươi cười trên mặt hắn cứng lại ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy tại địa phương cách hắn hơn hai ngàn dặm một đạo động quan đang bay tới người tới là một vị độ hư cường giả đang tiến hành không gian thuấn di xuyên qua hư không khoảng cách đang rút ngắn còn cách hắn khoảng 900 trăm dặm người đến ít nhất cũng là giá vũ kỳ cường giả cổ thần nhướng mày tên giá vũ kỳ cường giả này đang hướng hắn bay đến hiển nhiên cổ thần chính là mục tiêu của hắn không chỉ có như thế tên giá vũ kỳ cường giả lúc đang thuấn di còn thả lên bầu trời một đạo tín hiệu phù tín hiệu phù bay lên bốn năm vạn dặm hư không bạo tạc mãnh liệt lóe lên một tia sáng cực kỳ chói mắt tu sĩ trong phương viên mười vạn dặm cũng có thể nhìn thấy tín hiệu ánh mắt cổ thần đã nhìn thấy rõ tên giá vũ kỳ cường giả là một lão giả chừng năm mươi tuổi từ lực chấn động trên người hắn cổ thần cảm ứng ra tu viên người này đã đạt đến giá vũ kỳ xem ra ở phụ cận còn có người giúp đỡ hiển nhiên cổ thần là mục tiêu của bọn họ người đến là cường giả nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc cổ thần thầm nghĩ đêm ngủ khúc vân chi thảo bỏ vào càng không trạch cường giả nhân tộc trừ thánh đình còn có phật môn nghiêm khắc mà nói phật môn cũng thuộc về thế lực của thánh đình hiện giờ cổ thần cùng thánh đình đã thành thế như nước với lửa cho nên cường giả nhân tộc trên cơ bản đều là địch nhân của cổ thần trong yêu tộc cổ thần có cừu hận với bằng vương giờ phút này cổ thần đến đông hoang yêu vực có lẽ người tới là người của kim bằng vương phái đến tên giá vụ kỳ cường giả đã thuấn di đến khoảng cách trăm dặm cổ thần hét lớn một tiếng Ngươi đến là người phương nào? Trịnh gia trịnh diệt tường, cổ thần, ngươi là đồ nghịch tặc, dám giết cường giả của tam đại thế gia, hôm nay lão phu đến đây là vì muốn lấy mạng chó của ngươi. Trịnh diệt tường đã cách cổ thần trăm dặm, rất nhanh liền thuấn di đến trước mặt cổ thần, đi về phía trước. Vận chuyển chấn thiên quyết, một đôi khâm quyền như sông long xuất thủy, oanh tới cổ thần. Rầm rầm, hai tiếng nổ, cả hư không, đều bị trịnh diệt tường một đôi khâm quyền, đánh ra hai lỗ thủng lớn. Cổ thần nhướng mày, ba vị cường giả chư tử thế gia, rõ ràng là đã chết trong sinh tử lộ trong hắc đế mộ trịnh diệt tường lại nói chết trong tay cổ thần hiển nhiên là thánh hoàng cơn nhiêu đổ oan cho hắn hai tay cổ thần khẽ động chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn đón một đôi thiết quyền của trịnh diệt tường mãnh liệt về đánh về phía trước hai đạo chiến thần diệt tinh quyền cùng một đôi thiết quyền của trịnh diệt tường đụng vào nhau oanh nhất nhất oanh nhất nhất hai tiếng nổ kinh thiên vang lên tiên lực cương khí hướng tứ bạo liệt khắp tứ phương đem hư không xé rách thành nhiều mảnh vỡ thân ảnh cổ thần chấn động thân hình trịnh diệt tường cũng dừng lại có chút lung lay trong nội tâm cả kinh không phải nói cổ thần chỉ có tu vi đằng vân sơ kỳ hay sao như thế nào lại là đằng vân trung kỳ làm sao hắn có thể đón đỡ hai quyền của ta cổ thần thu hồi quyền điều tức một chút ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trịnh diệt tường nói hai vị cường giả tàn gia đúng là đã chết trong tay ta thánh tử cơ thần không cũng đã chết trong tay ta nhưng mà ba vị cường giả thi gia thế gia là tự mình vẫn lạc trong hắc đế mộ mã lão tử nói một là một sẽ không nói bừa giết ai là được giết người đó trịnh diệt tường ngươi cũng đừng nghe lão gia hỏa thánh hoàng vu oan cho ta bị người khác tính toán còn mỉm cười xong về phía trước ngươi nói láo thánh hoàng sao lại vu oan một tên nghịch tặc như ngươi đường huynh trịnh diệt hùng của lão phu cũng tận mắt nhìn thấy nói là khi hắc thủy đại đế phụ thể vào ngươi giết chết cổ thần ngươi là tên chết nhát đừng dám làm không dám chịu ngươi dám giết cường giả chư tử thế gia chúng ta chịu chết đi trịnh diệt tường giận dữ lại thấy một đạo động quan thúng di tới lập tức thân ảnh khẽ động lần nữa xông về hướng cổ thần hai đạo không quyền như hai tòa núi cao kích tới lão tạc ngươi cho là ta chả lẽ sợ ngươi sao nếu ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi hai mắt cổ thần giận dữ trong chốc lát biến thành ba đầu sáu tay lục đạo chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh về phía trịnh diệt tường cổ thần hận trịnh diệt tường thấu xương trịnh diệt tường là cường giả trịnh gia trong nội tâm đã tức giận chỉ là không muốn bị người ta vu oan mới nói lý một lần nay trịnh diệt tường không tin cổ thần cũng không khu môi muốn mép đấu khẩu với hắn rầm rầm hai tiếng nổ vang lên hai đạo quyền cương của trịnh diệt tường bị lục đạo chiến thần diệt tinh quyền kích thành phấn vụn còn thừa bốn đạo chiến thần diệt tinh quyền giống như lưu tinh nhanh như thiểm điện đánh lên người trịnh diệt tường hét thảm một tiếng trịnh diệt tường phun ra một ngụm máu tươi thân thể như là diều đứt dây từ không trung rơi xuống thế nên chư tử thế gia nhất định phải đem chuyện ba cường giả bị vẫn lạc tính lên người cổ thần rồi muốn giết cổ thần một phen cho thống khoái cổ thần chẳng lẽ lại sợ bọn hắn sao cái chết của ba vị cường giả kia không liên quan gì đến cổ thần cả cổ thần chỉ nói một lần chư tử thế gia có tin hay không là tùy họ nhưng nếu như chư tử thế gia không biết tốt xấu muốn khiêu khích tranh chấp vậy thì chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần đánh xuống cũng không quan tâm đến việc diệt thêm mấy vị độ hư cường giả Trình diệt tường thân thể khẽ trầm xuống trên bầu trời liền xuất hiện một đạo thất thải quan mang trên tay cổ thần đột nhiên nhiều thêm một thanh tiên kiếm thất thải tuyệt thần kiếm mãnh liệt chém xuống Trình Diệt Tường cũng chỉ là giá vụ kỳ cường giả thôi, dù là hư không kỳ, cũng không dám để thượng phẩm tiên khí tùy ý đánh chém người, huống chi là Trình Diệt Tường. Quang hoa bảy màu khẽ lóe, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể của Trình Diệt Tường bị chém thành bảy đoạn, nguyên thần cũng chịu chung kết cục. Tay kia của cổ thần chụp một cái, một chưởng ấn cự đại từ trên trời giáng xuống, đem thân hình đã bị chia làm bảy khúc của Trình Diệt Tường, vỗ vào mặt đất, đập thành một đống thịt vụn. Mới qua hai hiệp, thân thể của Trình Diệt Tường đã bị hủy, nguyên thần tiêu vong, chỉ một khắc thời gian thần hình đều câu diệt cường giả của chư tử thế gia lại dám đồ diệt đại mông đế đình đánh chết vu dân cổ vu tộc lão tử còn chưa tìm các ngươi trút giận các ngươi lại dám tự mình tìm đến cửa đừng nói ba vị giá vụ cường giả thật sự vẫn lạc trong phần mộ của hắc đế cho dù thật do lão tử giết đi chăng nữa thì đã sao hôm nay ta lại muốn nhìn một chút chư tử thế gia đến cùng có bao nhiêu cường giả tới giết ta đến một người lão tử diệt một người đến hai người lão tử diệt một đôi cổ thần nhìn thoáng qua mặt đất nơi trịnh diệt tường vẫn lạc một chút xoay chuyển ánh mắt, đã nhanh chóng hướng tầm mắt đến đạo động quan vừa đến. Tốc độ của đạo động quan này rất nhanh, nếu so với tốc độ thuấn di của Trịnh Diệt Tường thì nhanh hơn nhiều lắm, trong chốc lát đã thuấn di đến 3 400 lần, ít nhất phải là giá vụ hậu kỳ cường giả. Người đến đúng là cường giả thương chính thu của thương gia thuộc chư tử thế gia, độ hư giá vụ hậu kỳ. Trong thấy tín hiệu của Trịnh Diệt Tường, thương chính thu vẫn đang ở ngoài mấy ngàn dặm, liền nhanh chóng bay về hướng này, tốc độ của hắn ít nhất phải gấp 3 lần Trịnh Diệt Tường, lúc Trịnh Diệt Tường vừa bay đến trước mặt cổ thần, thương chính thu đã cách đây chỉ ngàn dặm độ hư cường giả đã có thể nhìn rõ sự vật ở ngoài ngàn dặm tầm mắt phải đến chừng vạn dặm nếu có ánh sáng còn có thể nhìn được khoảng cách xa hơn nữa tỉ như phạm nhân trong đêm tối cũng có thể nhìn được vô cùng xa càng không phải nói đến tu sĩ độn quan của thương chính thu rất yếu thẳng đến khi chỉ còn cách nơi này tầm hai vạn dặm trịnh diệt tường cùng cổ thần mới phát hiện ra khoảng cách hai vạn dặm đối với thương chính thu mà nói chỉ là 60 lần thuấn di thôi cũng chính là 60 lần hô hấp Trình Diệt Tường dù cho có kinh ngạc khi tu vị của cổ thần không giống như phỏng đoán, nhưng rõ ràng đã đạt đến đẳng vân trung kỳ, tự cho là có thể ngăn chặn được cổ thần, trì hoãn đến khi thương chính thu đến, nghĩ đến đó, vừa ra tay, trong vòng hai hiệp, nháy mắt đã bị cổ thần đánh cho thần hình câu diệt. Trong nháy mắt đó, thương chỉ thu cũng chỉ mới thuấn di được chừng hai nghìn dặm, khoảng cách với cổ thần cùng Trình Diệt Tường còn đến một vạn tám nghìn dặm, căn bản không cách thấy rõ tình huống lúc đó, chỉ thấy hào quang do quyền cương cùng kiếm cương của hai người truyền ra chóa lóa, trong nháy mắt liền biến mất không còn chút gì. Thương Chính Thu không biết, đến cùng là cổ thần bị thương dưới tay Trịnh Diệt Tường, hay là ngược lại, Hạo quan tan đi, khoảng cách quá xa, Thương Chính Thu căn bản không thể trông thấy hai người. Cổ thần thấy đạo động quan đang cấp tốc chạy đến kia vẫn còn ở ngoài vạn dặm, thân thể liền khẽ động, đáp xuống mặt đất, phong bế lỗ chân lông toàn thân, sử dụng thổ động thuật, lẫn xuống phần đất bên dưới thi thể của Trịnh Diệt Tường. Qua thời gian 60 lần hô hấp, Thương Chính Thu cũng đã đến được nơi này, nhìn cự đại trưởng ấn dưới mặt đất kia, mắt liền trừng lớn, ở trung tâm trưởng ấn để lại bảy khối thi thể đã nát thành cặn bã, một mảnh tĩnh mịch thông qua bảy khối thi thể kia căn bản không thể nhận ra được thân phận của người chết nhưng là theo cảm giác quen thuộc từ đó truyền đến cùng với những mảnh quần áo nát vùng thương chính thu cũng đoán ra được cường giả bị vẫn lạc đúng là trịnh diệt tường thương chính thu kinh hãi lúc trịnh diệt tường định ra tín hiệu phù này đã sớm ước định trước với các cường giả chỉ khi nào phát hiện cổ thần mới được truyền đi việc này nói rõ trịnh diệt tường nhất định đã phát hiện ra hành tung của cổ thần Thương Chính Thu trong thấy Trịnh Diệt Tường thả ra tín hiệu phù, ngay lập tức liền hướng mấy vị cường giả khác sử dụng phi kiếm truyền âm, sau đó lập tức chạy đến nơi này, thời gian tiêu tốn, chỉ qua chừng trăm lần hô hấp, khi còn cách đây khoảng một vạn bảy tám nghìn dặm, hắn còn thấy được hào quang mãnh liệt của quyền cương cùng kiếm cương, nhưng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không xuất hiện bất cứ chuyện gì nữa. Nào biết được, đợi khi Thương Chính Thu đến được đây, trên mặt đất chỉ còn lại một cái cự đại chưởng ấn, cùng với thi thể của Trình Diệt Tường đã bị chém làm bảy mảnh, ngay trong khoảng hào quang xuất hiện trong nháy mắt đó trịnh diệt tường liền vẫn lạc trong tay cổ thần việc này khiến thương chính thu cảm thật thật khiếp sợ tuy rằng thương chính thu là một giá vụ hậu kỳ cường giả nhưng hắn cũng rất rõ nếu mình muốn giết trịnh diệt tường thì không khó nhưng muốn trong khoảng nháy mắt đó liền lấy đi tính mệnh của trịnh diệt tường lại không dễ dàng chút nào trừ phi trịnh diệt tường bị hắn đánh lén nếu không căn bản không có khả năng trịnh diệt tường thả ra tín hiệu phù hiển nhiên trước đó đã phát hiện ra cổ thần sau đó mới nảy sinh chiến đấu không có khả năng bị đánh lén được thương chính thu trong lòng cả kinh thực lực của cổ thần thật vượt ngoài dự liệu của hắn thương chính thu tản ra thần thức trong phương viên hai ngàn dặm đều bị thần thức bao phủ nhưng sinh linh yêu tu thực lực yếu kém thì bị tìm ra không ít nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ độ hư cường giả nào cả thương chính thu đem thần thức thu lại tập trung trong phương viên trăm dặm sau đó lại kéo dài xuống mặt đất đem hơn hai ngàn trượng thổ địa dưới đó đều dò xét một lần nhưng không phát hiện ra hành tung của cổ thần tự hồ cổ thần đã sớm rời khỏi nơi này rồi nhanh như vậy đã bỏ chạy rồi, thật là giảo hoạt. Thương Chính Thu cắn răng, âm thanh căm hận nói. Lại nhìn thoáng qua bốn phía, thần thức quét sơ qua một lần, xác định cổ thần đã đi xa, ánh mắt của Thương Chính Thu liền rơi vào cặn thi thể của Trịnh Diệt Tường, dưới chân sương mù tản ra, bọc lấy thân thể của Trịnh Diệt Tường bên cạnh. Ai? Thương Chính Thu thở dài một tiếng, nhìn cặn thi thể của Trịnh Diệt Tường, nói. Diệt Tường đạo hữu, không thể tưởng được ngươi cũng chết vào tay tên nghịch tặc cổ thần kia, ta đã phát ra phi kiếm truyền âm, đem tin tức cổ thần xuất hiện tại độ yêu cốc nói cho không huyền cùng diệt hồng mấy vị đạo hữu ngươi yên tâm chỉ cần cổ thần thật ở độ yêu cốc nhất định sẽ không thoát được thiên la địa võng của chúng ta đến lúc đó chúng ta sẽ đem cổ thần ân lúc thương chính thu đang mở miệng nói chuyện với thi thể trịnh diệt tường trong khoảnh khắc liền cảm giác được mặt đất chấn động một cổ lực lượng khổng lồ theo đó tuôn ra trong chốc lát toàn bộ mặt đất đã phát ra tiếng nổ vang bị đánh thành từng mảnh vỡ, ngay sau đó sáu đạo quyền cương cực lớn đánh ra từ lòng đất, đem Thương Chính Thu hoàn toàn bao phủ, mãnh liệt đánh tới. Đạo quyền cương này đến quá bất ngờ, quá mãnh liệt, Thương Chính Thu lập tức cảm thấy một cổ uy hiếp cực lớn, hơn nữa, sáu đạo quyền cương này lại tới quá mức kỳ dị, vượt ngoài dự đoán của hắn, đợi khi kịp phản ứng lại, hắn đã mất đi thời cơ phòng thủ tốt nhất rồi. Hơn nữa, trong quyền cương tựa hồ tồn tại một lượng pháp tắc cực lớn, đem trọn không gian phòng ấn lại, Thương Chính Thu như lâm vào vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Trong lúc vội vã, Thương Chính Thu chỉ kịp vung hai tay, tiên lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, hình thành một cái hộ thể cương tráo, đem toàn thân bao lại. Oanh. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, sáu đạo quyền cương, chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần, đồng thời đánh lên hộ thể cương tráo của Thương Chính Thu. Chỉ dựa vào hộ thể cương tráo, sao có thể chống đỡ được sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần đồng thời công kích. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hộ thể cương tráo của hắn đã bị đánh nát bấy, thân thể bị đánh trúng bay ngược về sau như viên đạn, hai tay ngăn trước ngực đạn nứt thành từng khúc tuôn ra một mảnh máu tươi đồng thời cổ họng thương chính thu cảm thấy ngọn ngọt liền phun ra một ngụm máu nóng thân thể cổ thần từ lòng đất nhảy ra ngoài không để thương chính thu có cơ hội hồi phục sáu cánh tay đồng thời kết quyền sáu đạo quyền cương chiến thần diệt tinh quyền lại một lần nữa đồng thời đánh về phía thương chính thu thương chính thu sớm đã xem qua bức họa của cổ thần trong lòng nhớ kỹ chỉ cần cổ thần lộ mặt liền có thể nhận ra kinh hô một tiếng cổ thần sao có thể là ngươi hai mắt hắn trừng lớn làm sao cũng không tin được, vì sao vừa nãy hắn đã dùng thần thức quét qua phương viên hai ngàn dặm xung quanh, cùng hai ngàn trượng dưới lòng đất, đều không phát hiện được tung tích của cổ thần, sao giờ lại bị cổ thần đánh lén được. Lấy tu vị đằng vân trung kỳ của cổ thần, thực lực nhiều nhất chỉ có thể đánh chết giá vụ kỳ cường giả, cùng giá vụ hậu kỳ cường giả, thực lực không kém nhiều lắm, nếu chiến đấu chính diện, muốn hơn thương chính thu cũng có chút khó khăn, đừng nói chi đến đánh chết đã cùng chư tử thế gia thế như nước lửa, lần này vậy mà có đến chín vị độ hư cường giả đến đây đuổi giết cổ thần, cổ thần sao còn có thế hạ thủ lưu tình. Giết nhiều một tên, liền bớt đi một phần nguy hiểm, thêm một phần an toàn. Thấy người đến tốc độ thuấn di so với trịnh diệt tường còn nhanh hơn rất nhiều, rất có khả năng là giá vụ hậu kỳ cường giả, cổ thần liền ẩn núp ở lòng đất ngay dưới thi thể của trịnh diệt tường, nguyên thần của hắn dung nhập vào huyệt khiếu, những tu sĩ khác, thần thức quét qua đảm bảo không nhận thấy sự hiện hữu của hắn. Kể từ đó, thừa dịp người đến ở ngay cạnh thi thể trịnh diệt tường, Lúc cảm giác canh phóng đang giảm thấp bỗng nhiên đánh lén, quả nhiên có hiệu quả, một lần hành động liền làm bị thương vị giá vụ hậu kỳ cường giả này. Ưu thế lớn nhất của đánh lén chính là tiên cơ, cổ thần tự nhiên sẽ không lãng phí, không cùng thương chính thu nói nhảm, vừa rồi lúc thương chính thu ở cạnh thi thể Trịnh Diệt Tường đã lộ ra ý đồ muốn giết chết cổ thần. Không giết địch nhân sẽ bị địch nhân giết, cổ thần không chút nào hạ thủ lưu tình. Có đến chính vị độ hư cường giả đến đây đuổi giết, giết một tên, liền ít đi một tên. Chiến thần Diệt Tinh quyền của cổ thần cứ như dòi phụ trong xương, bám sát lấy thương chính thu mà đánh, khiến hắn không kịp làm ra phòng bị, đã bị đật, chiến thần diệt tinh quyền, thứ hai đánh trúng thân thể. Một bước sớm, dành trước từng bước. Vừa mới oanh ra ba quyền chiến thần diệt tinh quyền, thân ảnh cổ thần khẽ động, thân thể thuấn di bên cạnh thương chính thu ngoài trăm trượng, sáu tay khẽ động, ba quyền chiến thần diệt tinh quyền lại oanh ra về phía thương chính thu. Ba quyền trước chưa tiêu tán, ba quyền sau đã lại tới. Thương chính thu vừa mới hóa giải ba quyền đầu của cổ thần, lại bị ba quyền cương sau bắn trúng thân thể bị chấn nổ lui về phía sau chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa pháp tác lực cường đại phong ấn không gian thương chính thu chạy cũng không thể chạy mỗi lần chống đỡ cổ thần đánh ra chiến thần diệt tinh quyền thương thế lại càng nặng thêm chiến thần diệt tinh quyền tạo thành thương tổn sâu sắc đối với pháp lực chi lực trong lúc nhất thời căn bản không thể khôi phục thương chính thu thương thế càng ngày càng nặng dần dần chống đỡ cũng yếu đi cổ thần ngươi tên nghịch tặc này ngươi dám vô duyên vô cớ đánh lén ta ngươi dám giết ta người sẽ bị chư tử thế gia trả thù, người sẽ chết không có chỗ chôn. người mau dừng tay. thương chính thu trốn không thoát cổ thần liên tục không ngừng công kích chiến thần diệt tinh quyền, trong miệng trong miệng liên tục phun ra, thương thế càng ngày càng nặng, quát lớn. cổ thần đối với thương chính thu nói, tự như không nghe thấy, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân. buông tha người này tự như lấy đao cắt cổ mình. nếu người này có cơ hội đánh trả, tất nhiên sẽ dùng hết mọi biện pháp ngăn cản cổ thần, chờ các cường giả khác đều tìm đến, tiến hành vây công hắn. Như vậy cổ thần liền gặp nguy hiểm. Song quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ khó đấu đàn lan, đơn đã độc đấu có lợi hại ra sao, cũng sợ bị mọi người vây công, chiến thần cổ vu tộc nghìn năm trước chính là ví dụ hay nhất, một vị siêu cấp cường giả hư không kỳ, còn có thuần dương chí bảo chiến thần lệnh, lại tu luyện thiên hạ đệ nhất tu chân bí điển chiến thần tinh kinh, tuy rằng không luyện thành chiến thần diệt tinh quyền, nhưng uy lực chém giết cũng không phải cường giả cùng cảnh giới có thể chống đỡ. Có thể nói, chiến thần, xí, sí. tại cảnh giới hư không kỳ hoàn toàn là vô địch chiến thần xí dưới đại lượng độ hư cường giả vây công mất tính mệnh ngay cả cổ vu tộc thuần dương chí bảo chiến thần lệnh cũng bị đoạt mất do đó cổ thần vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha cường giả giá vụ hậu kỳ trước mắt địch nhân đông đảo vậy tiêu diệt từng kẻ một quyết không để địch nhân có cơ hội liên thủ tiên lực trong cơ thể cổ thần xoay chuyển chiến thần diệt tinh quyền lại oanh ra thi triển cổ tinh thần thông ba đầu sáu tay trong nháy mắt có thể đồng thời đánh ra sáu quyền cổ thần oanh ra chiến thần diệt tinh quyền lần thứ tư dưới lực lượng cường đại chấn kích thân thể thương chính thu cũng bắt đầu vỡ vụn ra oanh ra chiến thần diệt tinh quyền lần thứ năm thân thể thương chính thu đã bạo liệt gần hết huyết nhục bay ngang một đôi tay càng trực tiếp nổ nát bấy chiến thần diệt tinh quyền lần thứ sáu oanh ra cả thân thể đều bị bạo nổ thành vô số khối tròn bay ra tứ phương thương chính thu nguyên thần nhất thời lộ ra trong hư không mất đi thân thể ràng buộc nguyên thần tốc độ nhanh hơn nhiều lắm rốt cuộc tại cổ thần công kích liên miên không dứt tìm ra một tia khe hở thân thể nhất thời tự như một đạo lưu quan phóng về phía bên cạnh. Chỉ cần thoát khỏi cổ thần ba bốn trăm trượng là có thể triệt để không bị chiến thần diệt tinh quyền phong ấn không gian ảnh hưởng, có thể dùng thuấn di thuật chạy trốn lần này. Nguyên thần của thương chính thu tốc độ phi khoái, nhưng một đạo bạch sắc quan mang, tốc độ nhanh hơn. Trấn Minh Ngọc Bi trong nháy mắt từ lòng bàn tay cổ thần nổ bắn ra, trong sát na liền bắn trúng nguyên thần của thương chính thu, một tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên, nguyên thần của thương chính thu trong nháy mắt xuất hiện quan động đẹp mắt do quang mục tạo thành từ nguyên thần truyền đến đau đớn kịch liệt khiến thương chính thu ngừng chạy trốn không ngừng dãy dụa trong không trung huyễn bạch sắc quan mang chập lóe trấn minh ngọc bi dưới thuần dương tiên lực của cổ thần ngự khống lại một lần nữa bắn trúng nguyên thần của thương chính thu lưỡng đạo quan mang đẹp mắt xuất hiện trong nguyên thần của thương chính thu trong nháy mắt mở rộng nguyên thần u thương chính thu đã bị quan mang kia bao phủ quan mang biến mất nguyên thần của thương chính thu cũng hóa thành vô hình không đến thời gian 20 lần hô hấp một vị cường giả giá vụ hậu kỳ đã bị chết trong tay cổ thần từ trịnh diệt tường xuất hiện đến thương chính thu vẫn lạc thời gian trôi qua bất quá non nửa khắc ba vị cường giả khác tìm kiếm trong đồ yêu cốc rời khỏi đây xa hơn một chút phi kiếm truyền âm cũng cần một ít thời gian chỉ sợ lúc này ba vị cường giả khác mới thu được tin tức cổ thần xuất hiện hoàn toàn không biết trịnh diệt tường thương chính thu một vị giá vụ trung kỳ một vị giá vụ hậu kỳ đã đồng thời vẫn lạc dưới tay cổ thần về phần bốn người tàn không huyền hầu vô nghiệp hạ phi viễn trịnh diệt hồng sa tại bờ đông hải e rằng ngay cả phi kiếm truyền âm của thương chính thu cũng chưa thu được thân thể cổ thần hạ xuống mặt đất hư thủ một trảo đem cạn không trạc của trịnh diệt tường và thương chính thu đều lấy qua rồi quy đầu nhìn bầu trời bốn phía cũng không có động quan phi đến nơi này thuần dương tiên lực tuôn ra liền đem tiên lực dấu vết trong hai cái càng không trạc đều xóa đi đem tiên bảo đan dược bí điển phù chú các vật phẩm trong hai cái càng không trạc toàn bộ đều thu hồi trong càng không trạc của mình sau đó đem hai cái càng không trạc ném trên mặt đất thân thể cổ thần chậm rãi lẻn vào mặt đất chỉ còn lại có một đầu ở bên ngoài trốn trong bụi cỏ như vậy khoảng chừng qua một khắc, ngoài mấy vạn dặm phía nam, quả nhiên xuất hiện một đạo động quang liên tục phóng ra, xuyên phá hư không, thuấn di mà đến, tốc độ động quang tuyệt không thua kém vị cường giả giá vụ hậu kỳ, tu vi người tới chí ít cũng là giá vụ hậu kỳ. Cổ thần thầm nghĩ, vừa một vị cường giả giá vụ hậu kỳ, hảo chư tử thế gia, lần này người phái tới, tu vi dĩ nhiên đều cao như vậy, đồng thời còn có tàn gia tàn không huyền, người này là siêu cấp cường giả hư không kỳ, nhìn năm trước liền đại danh đỉnh đỉnh, xem ra lần này các ngươi không giết được ta, khẳng định là thề không bỏ qua. Hừ, ta lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì có thể giết được ta. Trình Diệt Tường nói tổng cộng đến chính vị cường giả truy sát ta, hiện tại đã giết chết hai tên, những tên còn lại, hành tung của ta các ngươi đã biết, ta nghĩ muốn an tâm tại độ yêu cốc tìm kiếm cửu khúc vân chi thảo hiển nhiên là không có khả năng, đã như vậy, ta liền giết các ngươi, cho các ngươi biết, đối phó cổ thần ta không có kết cục tốt. Thấy đạo động quan kia càng ngày càng gần, thân thể cổ thần trầm xuống, toàn bộ đều lẻn vào dưới nền đất, chỉ cần cường giả chư tử thế gia đi qua đây, mà không phải tụ tập cùng nhau, trong lòng cổ thần cười nhạt một tiếng trừ phi siêu cấp cường giả hư không kỳ đến bằng không cường giả giá vụ hậu kỳ cũng đều bị hắn đánh lén mà chết cũng không quá lâu cường giả thuấn di mà đến cũng đã đến nơi thương chính thu và trịnh diệt tường vẫn lạc tàn không huyền phân phối năm người tại độ yêu cốc ba người giá vụ trung kỳ hai người giá vụ hậu kỳ người tới chính là một vị cường giả giá vụ hậu kỳ khác thương chính lam xa xa thương chính lam liền thấy chưởng ấn thật lớn trên mặt đất kia ánh mắt hắn cũng không có bị thi thể ở trung tâm trưởng ấn hấp dẫn mà là rơi vào thi thể thương chính thu ngoài mấy trăm trượng thương chính lam thương chính thu hai người là thân sinh huynh đệ thương gia chỉ còn hai gã cường giả giá vụ hậu kỳ vừa thấy đến thi thể thương chính thu thương chính lam liền sắc mặt đại biến một tiếng thét kinh hãi chính thu hai cái càng không trạc cách thi thể thương chính thu không xa tràn diện làm cho hắn có cảm giác tự hồ hung thủ đã lấy vật phẩm bên trong cao chạy xa bay thương chính lam không có suy nghĩ nhiều lại rơi vào bên cạnh thi thể thương chính thu Thương Chính Lâm nhìn thi thể thân sinh huynh đệ, hai mắt đều là lửa giận, thân thể rung động, quát: "Chính Thu, ta sẽ vì ngươi báo." Một cừu còn chưa ra khỏi miệng, mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, mạnh mẽ bạo tạc, sáu đạo quyền đột nhiên từ dưới nền đất kéo tới, Thương Chính Lâm hiển nhiên cảnh giác không bằng Thương Chính Thu lúc trước, nhất thời bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần oanh trúng. Chiến thần diệt tinh quyền, uy lực to lớn ra sao? Một quyền đằng vân diệt, thập quyền giá vũ vong cường giả giá vụ kỳ không chịu nổi thập quyền chiến thần diệt tinh quyền công kích cổ thần thi triển cổ tinh thần thần thông ba đầu sáu tay sáu tay cùng động lục quyền hợp nhất uy lực cực mạnh còn hơn thập quyền đánh ra từng quyền một dù thương chính lâm là cường giả giá vụ hậu kỳ bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh trúng nhất thời thân thể bị oanh tới bạo tạc toàn bộ hóa thành huyết vụ nguyên thần cũng bị chiến thần diệt tinh quyền vô cùng cường đại chấn nát bấy trong khoảnh khắc thân thể hủy nguyên thần vong thần hình câu diệt cổ thần đột nhiên đánh lén lại đánh chết một vị cường giả giá vụ hậu kỳ của chư tử thế gia độ hư cường giả đến đây truy sát hắn đi chín chết ba diệt sát thương chính lam cổ thần nhìn lại bầu trời chỉ thấy ngoài ba nghìn dặm phía đông nam đang có lưỡng đạo động quan động quan phía sau tiếp tục chạy về phía này động quan phía trước lại đột nhiên đình chỉ chuyển phương hướng chạy ngược về phía sau hiển nhiên cường giả phía trước thấy thương chính lam chết ở trên tay cổ thần hai vị cường giả còn lại đều là giá vụ trung kỳ hạ gia hạ phi trác ngay cả giá vụ hậu kỳ thương chính lam đều bị cổ thần đánh chết nhanh như vậy hạ phi trác kinh hồn tán đảm nào dám đi về phía cổ thần nữa xoay người bỏ chạy chạy cổ thần nhìn hạ phi trác động quan ánh mắt lạnh lùng hôm nay cùng chư tử thế gia cừu hận đã không thể hòa giải tru giết một người liền bớt đi một cường địch có cơ hội đánh chết địch nhân quyết không để hắn đào tẩu cổ thần sử dụng không gian bí bảo cửu long phụ sinh môn bằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền có thể thuấn di trăm dặm cộng thêm phong ảnh động thuật có thể thuấn di 200 dặm, Hạ Phi Trác tu vi giá vụ trung kỳ tốc độ so với cổ thần chậm hơn một nửa. Hạ Phi Trác thuấn tức trăm dặm, cổ thần thuấn tức có thể đạt tới 200 dặm, thời gian một tức, khoảng cách giữa hai người liền được rút ngắn. Thấy cổ thần đánh chết thương chính lam, Hạ Phi Trác còn cách cổ thần hơn 3.000 dặm, tuy nói Hạ Phi Trác phản ứng cực nhanh, vừa thấy thương chính lam tán mạng trong tay cổ thần, lập tức ngừng lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng cổ thần truy kích, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có 4.000 dặm. Một thuấn tức, cổ thần đã đuổi được trăm dặm, tối đa hơn 40 lần hô hấp liền có thể đuổi kịp hạ phi trác. Nguyên bản hầu vô hành đang ở ngoài vạn lý, còn chưa rõ ràng tình huống, tiếp tục phi tiêu về phía này, thấy hạ phi trác tiêu quan đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía mình, qua gần thập tức, hầu vô hành mới phát giác, a, à, tình huống không đúng. Hầu vô hành vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi, thương chính thu và thương chính lam, hai vị cường giả giá vụ hậu kỳ dĩ nhiên đều đã vẫn lạc trên tay cổ thần, đồng thời, còn có một vị giá vụ trung kỳ trịnh diệt tường. Hạ phi trác và hầu vô hành cùng hướng phi động thập tức, Hầu vô hành kinh ngạc trong nháy mắt, cự ly giữa hai người, phải gần hai nghìn trượng, chỉ còn chưa tới vạn lý, bằng mắt thường cự ly không đến vạn lý hầu như có thể thấy thân ảnh người khác. Nhất tức, lưỡng tức, tam tức. Qua mười cái hô hấp, khoảng cách giữa cổ thần và hạ phi trác đã tới gần nghìn trượng. Qua hai mươi hô hấp, khoảng cách giữa hai người lại rút ngăn hai nghìn trượng. Qua bốn mươi cái hô hấp, khoảng cách giữa cổ thần và hạ phi trác đã tới gần bốn nghìn trượng. Giữa hai người chỉ còn cách có mấy trăm dặm. Hạ phi trác sợ đến vỡ mật. Cương giả giá vụ hậu kỳ thương chính Lam đã chết trong tay cổ thần, tuy rằng làm hắn kinh ngạc, nhưng cổ thần đánh lén phía trước, hạ phi trác còn có thể tiếp thu. Thế nhưng, cổ thần Thuấn Di cự ly dĩ nhiên đạt được 200 trượng, còn xa hơn hạ phi trác gấp đôi, cũng khiến hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Cự ly Thuấn Di và tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành tỷ lệ, cổ thần rõ ràng là tu sĩ Đặng Vân Trung Kỳ, lúc này có thể Thuấn Di 4, 5.000 trượng, cũng đã tương đương với 30 lần Thuấn Tức, thế nhưng cổ thần thuấn di cự ly đạt được 200 lý, đủ gấp 7 lần tu sĩ đằng vân trung kỳ bình thường. Hạ Phi Trác không biết, cổ thần bằng tự thân lĩnh ngộ không gian pháp tắc xác thực chỉ có thể thuấn di 4, 5 nghìn trượng, thế nhưng, lại có có không gian tiên bảo cửu long phù sinh môn có thể giúp hắn đề thăng cự ly thuấn di lên vạn trượng, còn có thuấn di bí quyết phong ảnh tiêu thuật do hiên viên đế để lại, giúp hắn đề thăng thêm trầm thuấn di nữa. Hầu như có thể so sánh với cường giả giá vụ hậu kỳ. Vô luận Hạ Phi Trác làm thế nào cũng không thể tin, thế nhưng cổ thần ở ngay phía sau hắn mấy trăm dặm đã chứng minh sự thật này tốc độ thuấn di của cổ thần xác thực so với hắn nhanh hơn nhiều lắm vừa qua mấy lần hô hấp cự ly giữa hai người lại rút ngắn cổ thần trực tiếp tới phía sau hạ phi trác trăm trường sáu tay kết chiến thần diệt tinh quyền ấn song song đánh ra một kích về phía trước rầm 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 sáu đạo tiếng bạo hưởng kinh thiên vang lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lục đạo quyền cương thật lớn làm cả bầu trời rung chuyển hư không vỡ vụn sản sinh vô số khe nước không gian sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền quyền cương phá hủy có không gian ở giữa hai người điên cùng oanh về phía hạ phi trác chiến thần diệt tinh quyền vừa ra hạ phi trác kinh ngạc phát hiện trong hư không bốn phía dĩ nhiên tuôn ra một cổ lực lượng phong ấn hư không thật lớn khiến hắn dường như rơi vào vũng buồn nất thời tốc độ phi tiêu nhanh chóng chậm lại cả không gian đều bị pháp tắc chi lực cường đại do chiến thần diệt tinh quyền oanh ra bao phủ lực lượng phong ấn không gian còn hơn cường giả giá vụ hậu kỳ sử dụng không gian pháp tắc trói buộc không gian hắn vốn tưởng rằng bằng thuấn di thuật có thể tránh được đạo quyền cương này công kích thế nhưng hạ phi trác vang lận không ngờ sáu đạo quyền cương này dĩ nhiên có thể phong ấn hư không khiến hắn không thể chạy trốn phán đoán lệch lạc khiến hạ phi trác mất đi thời cơ chống lại còn đang còn đang lúng cuốn tay chân hạ phi trác đã bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền oanh trúng thân thể thình thịch trong hư không một tiếng bạo hưởng một đoàn huyết vụ chân tay bị chém đứt văng ra hỗn loạn bắn ra tứ phương trong nháy mắt hạ phi trắc hóa thành một huyết nhân song chuẩn bị đánh gãy tự như diều đứt dây từ trên trời rơi xuống hạ phi trắc tu vi giá vụ trung kỳ thân thể so với thương chính lam còn kém hơn một bậc trải qua sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh trúng thân thể bản thân bị trọng thương bản thân bị trọng thương đồng thời trực tiếp chấn ngất xỉu hết chương 620 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha